Rất vui được gặp lại quý thính giả trên kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng nghe tập 3 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết Cô gái xả niêng của tác giả Vũ Hạnh. Có thể nói đây là câu chuyện rất hay và hấp dẫn với rất nhiều tình tiết thú vị, đưa chúng ta từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Và kết thúc sẽ là như thế nào giữa anh chàng thợ săn và cô người rừng xả niêng? Quý thính giả hãy cùng nghe hết chuyện và nhớ để lại bình luận của mình bên dưới cho Vân cùng biết nhé. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe chuyện. Gã dùng những lời ngon ngọt để lừa gạt tôi. Rất may tôi đã không lộ cho chúng biết mình có hiểu tiếng Pháp, nên nhờ như vậy tôi biết được ý định chúng. Dù vậy tôi cũng không thể từ chối lời yêu cầu ấy. Làm sao chống chọi một lúc được ba kẻ thù Tôi sẽ liệu cách đối phó về sau Nên đã thản nhiên trả lời Tôi không có liều trại gì Chỉ ở trong một hang đá gần sông Nếu các ông muốn Xin mời theo tôi Đôi lúc tôi cũng thoáng nghĩ Họ sẽ bàn len sau lưng để cướp thanh lâm Nhưng tôi trấn tĩnh được mình Hẳn chúng chưa ra tay sớm Còn đợi dò xem lối sống của tôi Để hòng mua chuộc và khai thác tôi nhiều việc Trong lúc đi đường Tôi nghe gã lớn tuổi hơn hỏi người thông dịch Tên dẫn đường cho chúng ta là thổ dân hay người Việt? Nó là thổ dân. Thuộc bộ lạc nào? Chắc nó là sự pha trộn giữa người ra đê và người mơ nông. Tôi cố nín cười về sự biện đặt của gã. Người ngoại quốc thường tìm hiểu xứ sở chúng ta qua một tầng lớp thông dịch, biết nhiều ngoại ngữ hơn là văn hóa. Lớp thông dịch nông cạn ấy được đào tạo để phục vụ cho ngoại bang, chứ không phải cho dân tộc. Và họ đã gây biết bao ngộ nhận về xứ sở mình đối với người ngoài. Gã không muốn nhận tôi là người Việt Cũng thật dễ hiểu Tôi sống một mình giữa núi rừng này Ăn mặc như người thời cổ Với mớ tóc tai rối bù trông thật man dợ Hơn nữa việc tôi nhận một người rừng là bạn Đủ làm cho gã xấu hổ Tôi còn lắng nghe họ nói nhiều điều buồn cười Về các phong tục núi rừng Và tôi nhận thấy không rốt nát nào Lỗ bịch hơn sự rốt nát đội lốt thông thái Tôi cũng biết được dự tính của họ Là sẽ tìm đủ mọi cách để mua hay bắt thanh lâm như một chiến tích quan trọng của chuyến đi này. Quay lại phía người thông dịch, gã ngoại quốc lớn tuổi bảo. Ông nên cố gắng, tôi sẽ thưởng cho ông xứng đáng. Giống người rừng này tìm được là cả một khám phá lớn, làm cho các nhà nhân chủng ở trên thế giới kinh ngạc. Đó sẽ là chiến thắng của chúng tôi. Họ chỉ nghĩ đến chiến thắng của họ, nhưng quên rằng kẻ quyết định là tôi. Họ muốn có được vinh quang dễ dàng bằng cách mua chuộc hay là cưỡng đoạt và coi như sự hiện diện của người Việt Nam trên đất nước này không có chút quyền lực nào. Đó là quan niệm thực dân ở trong đầu óc những kẻ tự nhận bác học. Và tôi nghĩ mình nên có thái độ thích đáng để trả lời họ. Gần đến chỗ ở, tôi bỗng sực nhớ sách vở tôi để bừa bãi trong hang. Điều đó sẽ làm lộ hình tích tôi dưới mắt bọn họ. Tôi bèn dẫn họ đi quanh quần một hồi lâu, rồi đưa ra phía bờ sông và bảo. Các ông ở đây chờ chúng tôi dọn chỗ ở, vì hang đá dơ bẩn lắm. Bọn họ đã đi nhiều rồi và bờ sông thật dập mát nên thích ngồi đợi nơi các gành đá ven bờ, vục nước rửa mặt, cho ngựa uống nước. Tôi cùng Thanh Lâm đi thật mau về hang đá, gom lại tất cả những gì là dấu vết của cuộc văn mình, sách vở, đạn dược, thuốc men, một vài thức ăn thức uống, tất cả đều được giấu kỹ vào trong khe sâu. Rồi tôi quan sát lần cuối chỗ hang động ấy không có chút gì chứng tỏ ở đây đã có ít nhiều sinh hoạt tinh thần đã có bóng dáng văn minh chỉ còn sót lại mỗi khẩu súng trên vai tôi nhưng khẩu súng không chứng tỏ được giá trị gì của người bây giờ tôi cũng thoáng nghĩ là nên tránh họ và tìm cách ẩn vào một nơi khác nhưng tôi tự tin ở sự sáng suốt của mình và cũng tò mò muốn biết bọn họ sẽ rời trò gì hơn nữa dối gạt kẻ khác khi chưa có đủ bằng chứng cụ thể để xem họ như kẻ thù là một hành động mà tôi nhận thấy không xứng với mình. Tôi sống ở rừng và cần phải giữ thể diện cho người rừng rú. Đã thế quá quen với những bất chắc, tôi hóa coi thường bất chắc. Những loài thú giữ bùa răng trên các lối đi tôi không ngán sợ. Kể gì ba tin ngớ ngẩn khi tôi đã biết rõ được ý định của chúng. Và lại tôi không muốn đưa Thanh Lâm quay về xứ sở xà niêng và cần quanh quẩn nơi này để đón ông chúc. Khi tôi quay lại, bọn họ có ý sốt ruột đợi chờ. Đến lúc vào hàng, nhìn thấy chung quanh sạch sẽ, họ có vẻ vui. Hẳn nghĩ tôi đã đối xử quá tốt với tôi chính hiệu là một thổ dân hiếu khách. Gã người Việt kia dạo quanh quan sát, nhưng chắc anh ta chẳng thấy gì hơn ngoài lớp đá núi cây rừng. Về phần thanh lâm, sự e rè với những kẻ lạ mặt thật là rõ rệt. Nàng chạy vào ngồi trong góc hàng sâu, và tôi cũng muốn nàng ngồi như thế cho được an toàn. Sau khi đã được nghỉ ngơi rồi, Bọn người ấy mang các thức ăn ra mời tôi Nhưng tôi từ chối Gã ngoại quốc cầm một khúc bánh lớn đưa cho Thanh Lâm Vẻ mặt của nàng cao lại một cách kỳ quái Tương tự như những ngày đầu tiếp xúc với tôi Nàng cũng lộ vẻ sợ hãi Và cứ thụt lùi vào trong Né vào vách đá Tôi bảo gã ấy Đừng có làm thế Nguy hiểm cho chúng ta đấy Gã quay lại phía người Việt Để nhờ thông ngôn cho gã câu ấy Thái độ của gã có vẻ không cho lời tôi là đáng lưu tâm. Khi gã tiến vào định đưa bàn tay vuốt tóc thanh lâm, thì nhanh như cắt, cô bạn rừng núi của tôi đã quay người lại, cào giữa mặt gã một cách quyết liệt, khiến gã rú lên và nhảy lùi lại. Tôi nói, đã bảo rồi mà. Gã ôm lấy mặt vừa lầm bầm chửi. Hai người kia vội chạy lại, dìu gã ngồi xuống tảng đá, lo chăm sóc vết xước khá dài trên má trái. Sau phản ứng đó, Thanh Lâm có vẻ lo lắng. Cô ngước nhìn tôi với một nét mặt dò hỏi. Tôi nhìn cô ta mỉm cười, như muốn ngầm bảo là tôi tán thành những cách xử sự như thế đối với bọn người lỗ mãng. Từ đó, thái độ của ba người kia đối với Thanh Lâm có phần kiêng rè Nhưng vết thương của gã kia mang trên mặt có thể khiến gã sẽ quyết tâm hơn trong sự đoạt lấy Thanh Lâm. Gã không ngừng tìm mọi cách gây lại thân thiện với nàng. Nào là cầm khúc bánh thịt đem đến tận nơi, đặt trên bệ đá ra dấu cho Thanh Lâm đến. Nào rót những cốc nước và trái cây mời mọc. Gã cũng mỉm cười, vẫy tay, nói trong họng gã những tiếng líu lo dịu ngọt như lời dụ dỗ ân cần. Nhưng trước những biểu lộ ấy, cô bạn rừng núi của tôi chỉ biết khiếp sợ, không có chút gì gọi là cảm động hoặc chú ý đến. Gã ngoại quốc kia hỏi tôi qua lời thông dịch. Anh làm thế nào mà người rừng kia chịu sống với anh một cách hòa hợp như thế? Tôi đáp. Không làm một cách nào cả Chả nhẽ gặp nó Anh gọi nó về được sao Phải có một trường hợp nào giúp anh thân thiện được với nó chứ Cô ta bị cọp vô ngã mang nhiều thương tích Tôi đưa về đây săn sóc và cô ta muốn ở lại À thế chứ Phải có trường hợp thuận lợi gây nên quyến luyến Bởi nó cũng biết trung thành như loài gia súc Tôi cho rằng đó là cách nhớ ơn của một con người Gã cười Cái đó là tùy ở cách nhận định nhưng cần đánh giá đúng với điều kiện của nó. Ông đâu hiểu hết điều kiện của con người ấy. Còn ông, ông có hiểu hết hay không? Tôi nghĩ câu đó là một cảm bẫy. Y muốn gài cho tôi nói rõ về sự thực của giống loài này mà Y cho rằng tôi chắc biết nhiều. Để làm cái vốn kiến thức cho Y và giúp Y mở những chuyến lùng lội sâu hơn trong cõi rừng già. Tôi không có ý định che giấu những hiểu biết hãy còn sơ xài về người xà niêng mà tôi có dịp tiếp xúc chập chờn trong bấy lâu nay. Trừ cái kho tàng mà voi mất bao năm dài lặn lội nơi trốn rừng sâu núi thẳm mới tìm ra được. Nhưng thái độ của bọn này cùng những toan tính của chúng khiến tôi ác cảm và tôi không muốn tiết lộ gì hết. Vì vậy tôi lắc đầu đáp. Tôi chẳng hiểu gì về giống người này. Thế ông tìm gặp nó ở đâu vậy? Ở ngay trong khu rừng này. Hẳn là ông gặp chúng ở từng bầy. Không, tôi chỉ gặp mỗi một con người đó lạ thật thế thì nó không thể ở nơi đây mà phải từ một nơi nào chạy lạc đến thôi ông có nghe nói về giống loại này từ trước hay chưa chưa tôi chưa nghe ai nói đến bao giờ ông đã từng đi thật sâu vào núi rừng này hay chưa tôi chỉ một mình không dám đi sâu thế ông chỉ sống bằng nghề săn bắn chính thế tôi chỉ sống bằng mỗi một nghề ấy Gã gục gạc đầu Không phải là để xác định những điều tôi nói Nhưng để lộ rõ một nỗi hoài nghi Đúng ra với chút suy luận Gã sẽ nhận biết dễ dàng tôi không nói thực Và còn có một bí mật nào đó Ẩn chứa sau những lời lẽ đơn giản của mình Tôi săn gì đây lang thang trong núi rừng này Với một người rừng bên cạnh Nhưng gã không để lộ Những ý nghĩ thầm kín của mình Vì còn mưu toan một việc gì đó Lát sau bọn họ trao đổi lầm dầm với nhau khi tôi bận lo gom của nhóm bếp rồi gã người việt hỏi tôi này anh có bao giờ anh nghe nói đến mả voi không tôi bỗng giật mình nhưng chỉ lắc đầu gã tiếp có một bọn người tìm được nơi ấy và hình như họ cũng đi ngả này anh không hề gặp họ sao tôi làm sao vẻ ngơ ngác chẳng gặp ai cả thật à ông xem nếu tôi biết họ ít nhất tôi cũng phải có những ả à voi chứ gã nhìn quanh tôi ra vẻ suy nghĩ thế sao anh lại ở trong rừng này một mình tôi tìm một lời nói dối chẳng giấu gì anh tôi lỡ phạm tội giết người quả đó là điều mà tôi không muốn nhưng làm sao được pháp luật không chịu tin tôi và tôi phải lánh xa hẳn loài người anh có thể dẫn chúng tôi đi vào sâu hơn rừng già kia không tôi chẳng dám đâu tôi đến bờ con sông này là yên thân rồi không muốn đi thêm hơn nữa gã im lặng một lát rồi hỏi nếu tôi thuê một giá cao ở đây tiền thật vô nghĩa nghe giọng tôi nói dứt khoát gã cũng im lặng buổi tối hôm đó chúng tôi quây quần bên lửa và tôi phải đốt riêng cho thanh lâm một bếp lửa khác ở mãi trong xa vẻ mặt của nàng dầu dĩ như thấy những kẻ lạ mặt đã giữ lấy tôi không cho gần nàng như là mọi ngày trong lúc chờ đợi giờ ngủ gã ngoại quốc lớn tuổi nhờ người thông dịch hỏi tôi ông định làm gì về người rừng đó tôi không định làm gì cả tôi không có quyền thật là lạ lùng khi chúng tôi nghe ông cứ nói mãi về quyền nào đó chúng tôi không hiểu đó là quyền gì rõ ràng là ông có quyền nếu muốn nói đến cái danh từ ấy ông là thợ săn ông bắt được mồi tất nhiên ông sử dụng nó theo như ý muốn nhưng tôi đâu có săn được người này ông không săn được nhưng bắt gặp được cũng thế mà thôi tôi không muốn nói thêm lời nào nữa nhưng tôi thấy im lặng thế cũng chẳng giải quyết được gì tôi bèn bảo gã giữa ông và tôi có một cách nhìn khác biệt và khác biệt đó làm cho chúng ta nói mãi cũng thành vô ích khác biệt thế nào tôi nhìn cô bạn của tôi như một con người ông lại chỉ nhìn thấy như một con vật gạ không trả lời giây lâu mới nói ông không có vẻ là người rừng núi trình độ một người không thể xét đoán ở nơi quần áo mà ở ngôn ngữ ngôn ngữ của ông là ở thành phố trong những thư viện ông muốn nói đến giá trị con người và xét mọi việc thuần bằng tình cảm nhưng tôi mong ông nên thực tế hơn với tôi không còn thực tế nào khác những điều tôi đã trình bày Thế ông nhất quyết không nhường con người rừng ấy cho bọn chúng tôi Bất cứ giá nào Tôi xin lặp lại lần cuối Tôi không có quyền làm thế Gã lại lầm bầm hồi lâu rồi mới giải bày Ông làm cho tôi không sao hiểu được Này ông thợ săn Chúng tôi có một ngân quỹ rất lớn cho việc tìm kiếm Và tôi sẽ không ngần ngại trả ông một giá khá cao Để mua con người rừng này Dù ông cứ bảo nó không thuộc hẳn về ông Tôi cũng không thể bắt nó mà mang đi được vì ông là người đã tìm thấy nó, đã săn sóc nó, chúng tôi tôn trọng cái quyền sở hữu. Với món tiền chúng tôi tặng, ông có thể rời núi rừng, sống xa hoa ở thị thành và mua chuộc được pháp luật, hoặc ông có thể đi tới nơi nào ông muốn và xin nói đùa một tí, ông sẽ có cả hàng trăm cô bạn xinh đẹp hơn là con người rừng này. Gã đã xét đoán mọi việc theo cách nhìn thật đơn giản, xoay quanh thế lực đồng tiền. Điều đó làm tôi khó chịu nhưng tôi đã học được sự bình tĩnh của núi rừng này sự im lặng của núi rừng thật cao cả nhiều khi chứa đầy đe dọa hãi hùng thấy tôi im lặng gã tiếp nếu ông muốn hợp tác với chúng tôi để đi sâu vào rừng già thật là lợi ích cho cả đôi bên tôi tin là ông sẽ giúp chúng tôi được nhiều và bù đền lại tôi sẽ dành riêng cho ông một khoản thù lao xứng đáng tôi đã từ chối ban nãy với người thông dịch này rồi và tôi nhìn gã cố gắng mỉm cười lắc đầu tôi không hợp tác với những kẻ chỉ nghĩ đến trục lợi bằng mọi giá tôi cũng không đem bán những bí mật của chùa núi rừng quê hương cho kẻ ngoại bang trong giây phút đó tôi bỗng cảm thấy lặn lội trong rừng sâu này là niềm kiêu hãnh dù đó là niềm kiêu hãnh lạc loài ít nhất tôi cũng tìm biết kho tàng thiên nhiên của đất nước mình có được những gì và tôi đang bảo vệ nó chống lại mọi sự khai thác đến từ bên ngoài cả ba người kia trao đổi với nhau lầm thầm rồi họ mang đồ đến nằm bên lửa chuẩn bị giấc ngủ phần tôi những nỗi lo lắng khiến tôi không sao yên lòng bọn chúng có thể giết tôi đêm nay để mà đoạt lấy thanh lâm tôi bèn vào tận trong cùng cạnh bên đống lửa phía trong để nằm muốn vào đến được chỗ tôi họ phải qua chỗ thanh lâm và tôi tin rằng bạn tôi có đủ tỉnh táo để biết âm mưu của họ tỉnh táo sẵn sàng đối phó với mọi bất chắc đó là bản chất của nàng và tôi tin tưởng ở nàng như tin tưởng một vị thần hộ mạng nhưng đêm đó tôi đã ngủ yên lành dù thỉnh thoảng phải thức giấc đưa mắt dò xét chung quanh ba người kia ngủ say vùi ngáy giòn như tiếng cưa gỗ thanh lâm nằm yên nhưng tôi biết nàng không ngủ chỉ cần một tiếng động nhỏ khả nghi cũng đủ làm nàng choàng dậy nhanh hơn con sóc qua sáng hôm sau khi tôi mở mắt Thanh Lâm đã ngồi yên trên nệm lá của nàng Ba người kia cũng dậy rồi và đang đun nước Người Việt trong bọn bảo tôi Hôm nay chúng tôi lên đường Xin cảm ơn ông đã cho chúng tôi nghỉ lại một đêm Nào Mời ông dùng với anh em tôi một tách cà phê Và rơi với chúng tôi một miếng bánh Thôi Họ ra đi là tôi yên lòng Sống với đồng bào đồng loại như bọn người này Sao tôi cảm thấy khổ sở hơn Sống với những thú dữ giữ giữa chốn núi rừng đã bao năm này, lặn lội sông phà, tôi có bao giờ thác thòm một cách khó chịu như thế này đâu. Vì thế tôi cùng ngồi lại ăn uống với họ, mong phút chia tay cho được sớm sủa nhẹ nhàng. Gã ngoại quốc rót một ly cà phê mời tôi, rồi hỏi. Người bạn rừng ông có uống thứ này được chăng? Tôi chưa bao giờ mời cô ta uống như thế. Ở đây chỉ có nước lá rừng thôi. Nào, mời thử xem. Nói xong. Gã cầm một lon thiếc lớn đổ đầy cà phê Đem đến chỗ Thanh Lâm ngồi Nhưng gã vừa đưa tới trước mặt nàng Thanh Lâm đã đổi sắc mặt thành ra dữ tận khác thường Như đánh hơi được ý gì ám hại Nàng đứng trồm lên Hai tay thu lại như trực cào cấu Tư thế của kẻ sẵn sàng tấn công Gã ngoại quốc phải lùi lại Đúng là cô ta không thích loại nước uống này Rồi gã trở về chỗ ngồi Lấy một khúc thịt đưa sang cho tôi Ông mời hộ tôi coi nào Tôi đem thịt đến cho nàng và bảo Ăn đi Thanh Lâm nhìn tôi Rồi nàng yên lặng cắn vào khúc thịt một cách chậm rãi Như nàng đã phải vì tôi mà ăn vật thực của những kẻ lạ Khi nàng ăn xong Gã ngoại quốc vội tìm ống lổ ô nước suối đem đến cho tôi Mời cô ta uống đi nào Tôi phải nhìn thấy mọi người ăn uống vui vẻ rồi mới yên tâm ra đi Gã cười một cách thân thiện Thanh Lâm cầm ống lổ ô với một dáng điệu nghi hoặc. Nàng đưa lên mũi hít người với vẻ khó chịu. Tôi chỉ nhận ra điều ấy rõ rệt. Mãi về sau này. Nhưng lúc đó tôi nghĩ nàng thành kiến với bọn người kia. Nên đã tỏ vẻ rè rạt. Tôi dục dã nàng. Uống đi. Nàng lại ngước lên nhìn tôi. Có vẻ khó hiểu. Rồi khẽ lắc đầu. Tôi tiếp. Uống đi Thanh Lâm. Hãy nghe lời tôi. Tôi lộ ra vẻ sốt ruột, vì tôi cũng muốn cái trò ăn uống tiện đưa gượng ép kết thúc nhanh chóng, để khỏi còn nhìn thấy lũ người này. Tôi lại dục nàng. "Cứ uống đi nào Thanh Lâm." Và nàng ngước lên nhìn tôi, cầm ống nước uống. Tôi nhớ cái nhìn của nàng, cái nhìn của người rừng rú nhưng mà dịu dàng, chịu đựng làm sao. Cái nhìn như muốn nhắn bảo, "Tôi đã vì anh mà uống thế này, rõ ràng là tôi đã không muốn uống, tôi không thể uống." Lúc nàng uống xong Trao ống lồ ô lại tôi Thì tôi cảm thấy chóng mặt Tay tôi cầm lấy chiếc ống Mà tưởng như làm việc gì ở trong quá khứ xa vời Mắt tôi mở đi Díu lại Và tôi cảm thấy buồn ngủ như muốn rũ liệt Tôi đi loạn choạng lại chỗ đống lá trải nằm Nhưng bước không còn nổi nữa Tôi khụy hẳn xuống Tài nghe mơ hồ tiếng cười tiếng nói Của bọn người kia làng vàng đâu đây Tôi cố dướn mắt Mở nhìn qua cặp mí đè nặng xuống như có bàn tay vô hình chặn lấy. Và tôi thoáng thấy Thanh Lâm đứng trồm lên sát cạnh tôi, tay cầm một khúc gỗ lớn hướng về trước mặt. Tôi nhắm mắt lại, hiểu rằng nàng đang chiến đấu để bảo vệ tôi. Nhưng nàng liệu có thoát khỏi chất thuốc mê này, ngấm vào da thịt hay không? Tôi chìm hẳn trong mê mệt. Một lúc nào đó, mở mắt một cách khó nhọc, tôi thấy Thanh Lâm đang vung gậy lên kháng cự một cách quyết liệt với đám người kia tôi nghe vẳng trong giấc ngủ những tiếng súng nổ và tôi thiếp đi không biết gì nữa khi tôi tỉnh dậy chung quanh tôi đen dày đặc hơi gió từ ngoài tùa vào bên trong buốt lạnh tôi ngồi vội lên đầu còn choáng váng nặng nề tôi đã ngủ suốt ngày nay hay ngủ liền mấy hôm rồi có gì xảy ra trong thời khoảng ấy thành lâm đã còn hay mất tôi nhớ quang cảnh nàng cầm khúc củi trên tay chiến đấu một cách gan dạ và tôi vội tìm bật lửa nhanh gấp một đống lửa hồng Ánh sáng soi tỏ dần dần hang đá Và một cảnh tượng bừa bãi ngổn ngang bày ra chung quanh Lá khô rơi đầy Củi gỗ nghiêng ngửa Các đồ vật dụng giải rác Lồng trồng Tôi tìm khẩu súng nhưng bị lấy mất Bọn khốn nạn đó đã tước khí giới của tôi Mà không cần giết chết tôi Đây cũng là cách giết hại thâm độc hơn nhiều Biết đâu chúng cũng đã tính sát hại tôi rồi Nhưng vì một cản trở nào có thể là của thành lầm nên không làm gì tôi được nhưng sự tàn ác của chúng không vượt khỏi sự khôn ngoan của tôi thật không có kẻ săn bắn nào lặn lội giữa trốn rừng già mênh mông mà chỉ mang ở trên mình mỗi một khẩu súng tôi đã sống giữa bao kẻ phản trác của xã hội này và đã sống giữa một vùng thiên nhiên đầy những cạm bẫy nên tôi luôn biết cách phòng xa một số đạn dược và một khẩu súng phòng bị cùng với thuốc men lương khô vẫn được tôi đem cất giấu trong một hang hốc kín đáo gần nơi mình ở. Ngay cả ông Trúc là người thân tín duy nhất của tôi, là người mà tôi hết lòng tin cậy, vì cái bản chất trung thành và tính tình đôn hậu, tôi vẫn không hề cho biết chỗ chôn cất ấy. Cuộc sống dạy cho tôi hiểu là nên tin cậy con người, nhưng vẫn phải biết đề phòng con người. Đối với những kẻ thật là gần gũi, nhiều khi chúng ta khó nhìn thấy những biến đổi bất ngờ có thể xảy ra vào lúc mà các điều kiện bình thường đã bị đảo lộn hoàn cảnh dễ làm thay đổi con người khi bản chất của con người chưa được củng cố bằng một ý thức sâu xa đối với lẽ phải và chưa có một nghị lực bền vững để mà hụ trì cho ý thức đó lửa càng sáng tỏ thì nỗi cô độc của tôi lại càng tăng lên đã quen sống với thanh lâm và đã tìm thấy nơi người bạn rừng một sự cảm thông âm thầm một sự nương tựa vững chãi bây giờ tôi bỗng bờ vơ trong nỗi xót xa chắc là thanh lâm đã bị bắt đi Nàng có bị họ đánh đập Bị gây thương tích nào không Thật là tội nghiệp cho nàng Khi phải tiếp xúc với một bọn người tự nhận thông thái Và tự hào là văn minh theo kiểu loại đó Tôi không thể làm gì được Trong cõi đêm dày đang bùa vây quanh Đêm tối mênh mông Đậm đặc Đang ôm ghi lấy núi rừng và đang siết chặt lấy tôi Tôi ngả người trên nệm lá Không thiết đến sự ăn uống Nghĩ ngợi về một ngày mai hãy còn mịt mờ Tôi bỗng thấy rõ Nanh vút cuộc đời đã không bằng lòng dừng lại ở nơi ngưỡng cửa rừng sâu. Tôi đã rời bỏ cái xã hội ấy, trốn vào nơi thảm xa này, chỉ sống với mỗi một người bạn già chất phác, làm bạn với mỗi một con người rừng. Thế mà xã hội đầy lòng tham lam và ác tính ấy đâu có chịu để tôi yên. Tôi đã thao thức suốt đêm, tràn trọc, cam hận trên cái niệm lá quá tả tươi rồi. Lửa đỏ không sưởi ấm được hồn tôi, bởi ở trong đó là cả một khoảng mênh mông lạnh giá, Kết thành khối lớn như một băng sơn Sợi sáng bao nhiêu hình ảnh ma quái của cuộc đời này Tôi đã ngồi lên khi tiếng chim rừng đầu tiên báo hiệu canh tàn Lần mò lấy nước ngoài sông trong bóng cây rừng loạn choạng, Tôi nấu một nồi cơm sáng Bữa cơm đã được thanh toán trong nỗi buồn bã nghẹn ngào Khi trời dựng sáng lờ mờ ở chân mây xa Tôi đảo nhìn một lần nữa chỗ hang hốc này Đứng một giây lâu trước chỗ thanh lâm nằm ngồi hàng bữa Rồi tôi ra chỗ cất giấu. Lấy súng và đạn cùng ít lương khô băng rừng mà đi Tôi đi về đâu Tôi cũng không rõ cụ thể hành trình sắp tới của mình Tôi phải ra khỏi nơi hang hốc này Ra khỏi rừng này mới quyết định được hướng mình sẽ tiến Giả thử có ông già trúc bên mình Thì tôi đỡ khổ bao nhiêu Tôi sẽ không bị lũ người kia đánh thuốc mê dễ dàng như thế Và chắc chắn là Thanh Lâm cũng không bị họ bắt đi Tôi biết ông Trúc không bao giờ chịu uống của người lạ bất cứ một ngụm nước nào hay ăn của người lạ mặt bất cứ một miếng cơm nào Con người già cả lặn lội gần suốt cuộc đời giữa núi rừng này Có một bản tính đang nghi quái gở Hầu như ông nhìn ở đâu cũng thấy bất chắc, cảm bẫy Và ông giữ mình theo một kỷ luật vững chắc lạ lùng Điều đáng quý ở nơi ông là không vì thế mà sự hiền lành chất phác lại bị giảm mất Trái lại, chính sự đề phòng thường trực như lại làm cho ông càng biết điều hơn Tôi đợi mặt trời soi tỏ dấu ngựa của bọn người kia rồi men theo dấu vết đó lặn lội xuống một thung lũng đổ ra một ngọn sông hẹp bọn người kia đã qua sông căn cứ vào điều quan sát tôi biết họ đã đi trước tôi độ một ngày và hẳn họ đã vượt qua nơi đây vào chiều hôm qua tôi vội cởi đồ lội qua dòng sông lạnh buốt rồi vừa lên bờ tôi theo dấu họ đi thật gấp rút tôi bắt gặp dấu lửa bếp chỗ họ nghỉ chân cách bờ không xa đã ba giờ chiều như vậy sáng nay họ đã rời khỏi nơi đây và tôi tự hỏi tại sao đã có sức ngựa Mà họ tiến bước quá chậm như thế Chắc họ không thạo đường đi Hay vì Thanh Lâm là một sức cản nặng nề với họ Tôi cố đi thêm Hy vọng một lúc nào đó sẽ đuổi theo kịp Biết con đường về phố chợ gần nhất với núi rừng này Cũng phải ít nhất 10 ngày Tôi đi cho đến tối mịt mới chịu dừng lại Không còn thì giờ để tìm củi khô vào một hang hốc trú ẩn Tôi leo lên một cây cao mắc võng Nằm đỡ qua một đêm dài về khuya trời thật lạnh giá và sương rơi nhiều tôi nằm lơ mơ nghe loài thú dữ dảo quanh tiếng suối gì dầm bất tận và nghe đất trời như đang rên gì trong nỗi đau thương khôn cùng tôi lại dậy sớm lo phần cơm nước đủ ăn cả ngày hôm ấy để khỏi mất công dừng lại dọc đường nhờ họ đi toàn bằng ngựa với những vật dụng cồng cành nên dấu lưu lại trên đường thật rõ và tôi chẳng mất công nhiều để mà tìm theo đến trưa hôm ấy tôi gặp dấu họ nghỉ chân đêm qua như thế họ mới rời khỏi nơi đây vào lúc sáng nay và họ chỉ vượt hơn tôi độ nửa buổi đường chậm lắm là qua ngày mai tôi sẽ đuổi theo kịp họ cố gắng đi mau tôi có thể thấy được họ vào khoảng trưa mai ở một trạng rừng nào đó nhưng tôi hiểu rằng chỉ mỗi một mình tôi sẽ gặp nhiều khó khăn nếu phải đụng độ vào lúc ban ngày tốt hơn tôi sẽ tìm họ vào lúc đêm tối tôi không đi quá vội vàng như ngày hôm qua và tối hôm ấy tôi dừng lại bên suối nước hơi sớm, đốt một đống lửa sưởi ấm và nướng mấy con thỏ rừng săn được ban chiều. Ngày mai tôi tránh nổ súng, vì ngại biết đâu bọn họ vẫn còn trành màng dọc đường, sẽ nghe thấy được và kịp đề phòng. Tôi phải ăn no, ngủ kỹ đêm nay, chuẩn bị lương thực cho cả ngày mai, mà tôi đoán phải dùng sức khá nhiều. Sáng dậy, tôi lò cơm nước xong xuôi, gói ghém đồ đạc gọn gàng, soát lại súng đạn và tôi lên đường bao giờ tôi cũng thu dọn dấu vết những nơi ngừng nghỉ của tôi rất là chu đáo trước khi ra đi tôi quen với sự phòng ngừa như thế và khó ai biết rõ được chặng đường tôi đã đi qua tôi đình ninh khoảng gần trưa sẽ tìm thấy được dấu họ nghỉ chân đêm rồi nhưng mới đi chừng tiếng dưới đồng hồ tôi đã nhìn thấy dấu vết nơi họ tạm trú như thế họ chỉ còn cách xa tôi trên dưới một giờ đồng hồ đường rừng và nếu họ dậy trễ đi chậm thì ở trước tôi chẳng xa Bây giờ tôi phải đi thật chậm lại để chờ đến tối. Đến trưa hôm ấy, tôi đang ngồi trên một tảng đá cao, che khuất dưới một tầng lá kín đáo, nhìn ngắm quanh mình, bỗng thấy một làn khói dày bốc lên ở phía dưới núi. Bọn họ đang ở trước mặt tôi đây. Ý nghĩ sẽ gặp lại họ và được thấy lại thanh lâm càng làm cho tôi bồn chồn. Cuối cùng không dàn được lòng mình nữa, tôi thu xếp vội đồ đạc, cất giấu vào một hốc đá, rồi xách súng men tìm về hướng khói bọn chúng hẳn đang nghỉ trưa và phải một đôi giờ nữa mới lại lên đường. Tôi phải gắng đi thật nhanh để bắt gặp chúng ở trong giấc ngủ hay trong lúc chúng chưa chuẩn bị gì. Tôi bỏ lê sát mặt đất và luồn trong các bụi rậm khi biết mình đã tới gần. Tôi cũng lựa chiều hướng gió thổi tới để nương mình theo. Đó là việc làm trái ngược với sự săn rình. Bởi khi săn bắn, bao giờ người ta cũng phải đi ngược chiều gió để con mồi khỏi đánh hơi được mình. Nhưng tôi có dụng ý khác. Tôi hy vọng rằng Thanh Lâm có đấy Và với khứ giác tinh tế của nàng Thế nào nàng cũng bắt được trong gió Sự tôi hiện diện quanh đây Chúng tôi có thể báo tin cho nhau Qua hơi gió thổi man mác giữa núi rừng này Chúng tôi có thể dễ dàng cảm nhận được nhau Mà không cần phải nhìn thấy Mà không cần nghe tiếng nói của nhau Tự nhiên trong phút giây đó Tôi thấy Thanh Lâm gần gũi với tôi lạ lùng Gần gũi như nàng là một bạn đường Đã chia sẻ hết những nỗi khổ nhọc Mà chúng tôi phải gánh chịu đi theo chiều gió có điểm bất lợi là những tiếng động vô ý gây ra, dễ khiến cho bọn người kia chú ý. Nhưng tôi biết chúng không phải là những thợ săn lành nghề. Và cái thái độ chủ quan của những bọn người tự nhận văn minh sẽ không giúp chúng nghe thấy gì khác ngoài các tiếng ồn bất tận của núi rừng này. Khi còn cách chỗ họ độ vài chục thước, hè mắt nhìn qua kẹ lá xanh dày, tôi thấy gã ngoại quốc lớn tuổi nhất, con người đeo một bộ dâu quai nón và được kể như linh hồn bọn đó đang ngồi bên bếp lửa đỏ, trên đặt chiếc nồi nhôm lớn. Gã đang nấu nước hay thức ăn gì tầm bổ sau giấc ngủ trưa. Bọn này mãi lo ăn uống, nên sự chuyển dịch chậm chạp và tôi đã đuổi theo kịp ngoài cái thời gian dự liệu. Gã thông dịch và người trẻ tuổi nằm ngủ trên hai chiếc võng treo giữa các thân cây lớn. Ở một gốc cây gần bên thanh lâm đang ngồi dựa người, hai tay cũng như hai chân bị trói chặt lại. Tôi thấy đôi mắt của nàng mở rộng hướng về phía tôi. Vẻ mặt tỉnh táo thoáng hiện một ý vui mừng Tôi biết nàng đã nhìn thấy tôi qua hơi gió Và tôi chỉ ngại nàng để biểu lộ sự khám phá ấy cho bọn người kia biết Thì thật nguy khốn Nhưng chắc Thanh Lâm có đủ khôn ngoan Để không làm hỏng kế hoạch tôi đến giải cứu cho nàng Thoáng trong lúc ấy Tôi có một sự tính toán thật mau Nếu tôi nổ súng bắn ngã tên ngoại quốc kia Đang ngồi thoải mái ở bên bếp lửa Thì tôi chỉ còn hai kẻ thù để phải đối phó hai kẻ thù ấy choàng dậy trong lúc tay không khí giới và không đoán biết được tôi hiện ở nơi nào sẽ làm những cái bia tốt cho những viên đạn của tôi nhưng giết chết cả ba người sao dù chúng đối xử với tôi một cách gian manh nhưng sát hại chúng lòng tôi không nỡ chúng đã cướp đoạt thành lâm nhưng đã để yên mạng sống cho tôi có phải vì lòng nhân đạo hay vì lý do nào khác chúng đã để tôi nằm lại trong hang hốc đó sau khi tôi đã ngủ vùi vì chất thuốc mê dù sao chúng đã xử sự theo cái lề lối văn minh mà chúng tiếp nhận. Còn tôi, giết chúng vì tội cướp đoạt một người bạn rừng mà tôi có thể giành lại. Tôi không nỡ lòng. Một lát, bỗng tên ngoại quốc mang dâu quay nón quay về phía hai người kia gọi lớn. Hello! Bọn kia choàng dậy. Tên thông dịch nói. Chà, ngủ ngon quá đi. Gã tuổi trẻ kia ngáp dài, lầm bầm. Mới qua hai giờ thôi mà, Hai giờ là quá trễ rồi Tôi đã khuyên bảo các người là ở trong rừng chớ ngủ giấc trưa Nhưng phải nhận rằng giấc trưa ở rừng thật là thú vị Đừng lầm, chẳng thú vị đâu Sự mê mệt ấy không thể quan niệm như một giấc ngủ say xưa ở chốn đồng bằng Chúng ta ăn món cháo này rồi lên đường thôi Gã quay lại phía thanh lầm Cái con vật này có chịu ngủ đâu Tôi đã cho nó một mũi thuốc mê khá mạnh Thế mà nó chỉ chập mắt dây lát rồi chẳng dậy rồi Gã trẻ tuổi bảo Chắc là bản chất nó mạnh Có thể như thế Mà có thể là loại thuốc này không hợp với tạng chất nó Nhớ hôm nào ta cho cái thằng khùng kia uống chỉ nửa liều Trong một ca nhỏ cà phê Mà nó đã lan ra ngủ như chết ngay liền sau đó Còn quái này uống gấp đôi trong ống nước kia Mà có hề hấn gì đâu Tôi nghe bọn chúng gọi tôi là một thằng khùng Và Thanh Lâm là con quái mà muốn bật cười Dưới con mắt chúng chỉ những kẻ sống như chúng quan niệm mới là sáng suốt và khôn ngoan thôi. Nhưng tôi đã hiểu vì sao Thanh Lâm chịu được cái liều thuốc mê mà vẫn tỉnh táo như thường. Thời gian chữa trị cho nàng, tôi dùng lại đó quá nhiều. Cơ thể của nàng đã thành quen thuộc đến vô hiệu hóa các dược chất ấy. Đồng thời cũng nhờ sức mạnh của nàng. Và sức mạnh ấy hẳn đã giúp nàng chống chọi lại được bọn này và làm trì hoãn hành trình của chúng không ít. Khi bọn chúng quay lại ăn, tên dâu quay nón đổ một phần cháo vào chiếc cà mên. Mang lại chỗ thanh lâm ngồi Gã đưa tay làm dấu hiệu như mời mọc Rồi cầm cái thìa múc cháo đưa vào miệng nàng Thanh lâm mím chặt lấy miệng trợn mắt nhìn gã một cách dữ tợn Gã làm như không quan tâm đến thái độ ấy Cứ nảy ép nàng và ân muỗng cháo vào miệng Nhưng một cái quay ngoắt đầu rất mạnh Thanh lâm đã hất muỗng cháo đổ hết ra ngoài Và đưa hai tay trái chặt đánh vào mặt gã Gã nhảy lùi lại Chửi thề Đem cháo lại bếp Tên người Việt nói Cứ để cho nó đói thêm Rồi sẽ đến lúc nó xin chúng ta mà ăn Gã trẻ tuổi nói Tôi sợ loài thú ở rừng thường nuôi quá lâu thù án trong lòng Chúng ta còn phải khó khăn rất nhiều mới mong thuần hóa nó được Gã dâu quay nón lầm bầm Sẽ đến một lúc nó không cử động được nữa Đã ba ngày rồi Nó có ăn chút gì đâu Nó cũng không uống Chỉ trừ một lần qua sông nó nhoai người xuống uống Và làm một bụng khá đầy dù sao tôi nghĩ nó có thể cầm cự được một tuần là ít. Ở rừng đâu phải lúc nào cũng sẵn thức ăn. Bọn họ ngồi xùm xít ăn cháo không nói thêm lời nào nữa. Lúc này thật là thuận tiện để tiêu diệt chúng. Nhưng tôi vẫn thấy không thể đành lòng làm vậy. Khi họ chuẩn bị lên đường, tôi vẫn còn nằm dán mình dưới đất. Đưa mắt qua kẹ lá dày theo dõi từng diễn biến nhỏ với những bối rối trong lòng. Thành lầm được gã ngoại quốc trẻ tuổi và người Việt kia khiêng lại đặt ngồi chung ngựa với gã có dâu quay nón. Nàng đã kháng cự một cách quyết liệt khi họ tới lôi nàng dậy và họ tỏ ra ngạc nhiên trước sự hung dữ trở lại với một cường độ như thế. Gã người Việt nói Lạ thật, nó vẫn chưa chịu yếu đi vì đói mà còn tỏ ra hung hăng gấp bội. Gã trẻ tuổi bảo Tôi đã nói mà, nó còn chịu đựng khá lâu mới chịu khuất phục. Thỉnh thoảng trong cơn vùng vẫy Thành Lâm vẫn nhìn về phía tôi đang ẩn núp nhưng tuyệt nhiên nàng không tỏ vẻ gì quá đáng Có thể tố cáo được tôi Họ đã tháo rời dây, dây trái chân nàng Để nàng có thể ngồi trên mình ngựa Và lấy sợi dây, dây vòng qua bụng ngựa Giữa hai chân lại Sợ nàng trốn thoát Xong gã người Việt dẫn đường đi trước Rồi đến gã dâu quay nón cùng trở thành lầm Gã ngoại quốc trẻ tuổi thì đi sau cùng Nếu sát hại họ Tôi đã có thể hành động bất cứ lúc nào Một người chạy lại ba người trong trường hợp này Thật là dễ dàng quá sức nhưng tôi đành phải im lặng quay lại nơi đã cất giấu đồ đạc rồi theo sau họ giữ một khoảng cách cần thiết để khỏi gây nên ngờ vực bây giờ tôi hiểu vì sao họ đi quá chậm khiến tôi đuổi kịp họ ngoài thời gian dự liệu không chỉ vì sự ăn uống nghỉ ngơi kiểu cách nặng nề họ còn bị cô bạn rừng của tôi quấy rời không ít cảnh vực nàng ngồi lên ngựa không phải là không vất vả và chắc đưa nàng xuống ngựa cũng rất gian nan tôi thong thả đi thỉnh thoảng dừng lại hái đôi trái rừng chín mọng bên đường ăn cho đỡ khát trái rừng ở đây thật nhiều loại ngon đậm chất ngọt chua dễ làm kích thích tỳ vị ông chúp đã cho tôi hiểu khá nhiều về cây trái rừng nhưng đi sâu về vùng này có những giống loại ông không biết được núi rừng là một thế giới phong phú kỳ lạ chẳng ai có thể tự hào hiểu biết đủ đầy khi hoàng hôn chưa dụ tấm màn đen trên chốn thiên nhiên quá mênh mông này tôi đã trông thấy đám người đi trước rừng lại bên một bờ suối dựng lều đốt lửa. Lều vải của họ khá rộng, được căng rất chóng và các phương tiện nấu nướng của họ cũng thật tiện lợi. Tôi tìm một chỗ khuất vắng bên trên dòng nước để nằm nghỉ ngơi và ăn phần cơm nguội lạnh đã được chuẩn bị từ sáng. Tôi cố ăn cho sạch nhãn gói cơm còn lại và uống một bụng nước suối. Bóng tối đã xuống chập choạng từng mảng đó đây và tiếng rừng lúc chuẩn bị đêm về So sắc chung quanh. Tôi nghe gió lạnh rít lên từ thung lũng xa xoáy về ảo ạt qua những cây rừng và tôi nhổm dậy chậm rãi tiến về phía đám người kia lựa đùng hướng gió như tôi đã từng thấy rõ từ trưa tác dụng đối với thanh lâm tôi đã tìm được một chỗ ẩn mình khá tốt giữa hai tảng đá có một khoảng trống đủ nhìn tường tận cảnh trí bày ra trước mắt của mình bọn họ chưa chui vào lều còn đang chuyện gẫu quanh lửa vừa ăn vừa uống một thức gì đó tôi hơi xa cách và không ở ngược chiều gió nên không nghe được họ nói với nhau những gì Tôi thấy Thanh Lâm nằm yên Thỉnh thoảng như ngóc đầu dậy hướng về phía tôi có vẻ đợi chờ Có lẽ nàng đã đoán hiểu được ý định tôi Và nàng đang cố dàn lòng nằm yên như thế Chứ không nghền mình ngồi lên như lúc ban trưa Tôi xem đồng hồ 19 giờ tối Cả bọn lần lượt chui hết vào lều Và Thanh Lâm cũng được đem vào trong Tôi thấy gã dâu quay nón lúi cúi cột một sợi dây vào gốc cây ở cạnh lều và tôi chợt hiểu chúng cột thanh lâm vào đấy vì sợ dù trói chặt rồi nàng vẫn có thể trườn dậy tìm cách trốn đi tưởng tượng nàng bị trói chặt như thế suốt đêm và gần như là suốt ngày tôi thấy xót xa vô hạn và nỗi cam hờn lại nghe bừng dậy trong lòng thế mà thanh lâm còn chịu đói khát đã mấy ngày nay nàng đã từ chối thức ăn thức uống đưa đến từ những bàn tay mà nàng coi như thù nghịch và nàng chịu chết để khỏi khuất phục thái độ của nàng làm tôi cảm phục. Và tôi thấy nơi con người rừng ấy có gì cao hơn là cái bản năng, là lòng tự ái, hay sự cố chấp của một thành kiến hẹp hòi. Tôi đã lặn lội bao nhiêu năm nay ở trong rừng già, đã quan sát thật tường tận khá nhiều cuộc sống hoang vu. Đồng thời cũng tìm đọc trong sách vở những gì là nét đặc biệt của các sinh hoạt thú rừng. Và tôi mỗi ngày mỗi ngạc nhiên hơn, nhận thấy có nhiều những thói tục tốt ở nơi loài vật mà con người vẫn tưởng rằng chỉ riêng họ mới có được. Tôi cũng từng thấy những đàn trâu lớn Nghe mùi hộ báo bén mảng Đã vội quay thành vòng tròn Lùa các con nghé vào trong Và chĩa sừng ra làm hàng rào cản kiên cố ngăn giữ kẻ thù Loài trâu cũng biết kết đoàn Cũng biết bênh vực kẻ yếu trong đồng loại mình Và nhiều loài khỉ loài vượn Cũng biết săn sóc những bậc tuổi tác trong bầy loại chúng Thậm chí có những giống loài khỉ đột Chỉ ăn khi nào các kẻ già nhất trong chúng đã nếm qua thức ăn rồi Và chúng luôn luôn lùi lại bên đường khi gặp các vị trưởng thượng để nhường bước cho các vị đi qua Những sự khép nét và cung kính ấy có một vẻ gì làm ta xúc động Khi nghĩ đến sự hỗn loạn và sự bất kính trong một xã hội của những giống loài thú rừng khác Gọi là con người Trong các sinh hoạt ái tình Nhiều loài có những phản ứng rất đẹp Những loài có vẻ hung dữ như sư tử hay hổ báo Vẫn không xử sự một cách tàn bạo đối với giống cái Và nhiều giống loài không hề biết đến bạc bẽo, phũ phàng Ái tình của chúng thường bắt đầu bằng một sự gọi hỏi, một kiểu dò ý, một sự chiều chuộng đàm thắm và sự âu yếm nồng nàn. Người ta có thể nói rằng tất cả những hiện tượng đó chỉ là phản ứng âm u của các bản năng, không phải là các kết quả của một ý thức, của một suy luận. Lối lập luận ấy mang đầy tính cách tự tôn của người. Và dầu còn nói lên được ít nhiều, sự thực vẫn không cho thấy được giá trị này. Chính nhờ các đặc tính ấy mà các giống loại nói trên đã tồn tại và phát triển nếu không chúng bị tuyệt diệt từ lâu trong cuộc cạnh tranh sinh tồn nhưng các phản ứng có ý thức của một người như diễm tuyết thực sự có giá trị gì nàng biết trao dồi nhan sắc cho xinh đẹp hơn nhưng sự ăn không ngồi rồi của nàng chỉ làm nguy hại thêm cho xã hội nàng có thể biết đủ loại phim ảnh nói các sinh ngữ hát các tần nhạc ăn các nhà hàng và phân biệt được xấu tốt ngon giỏi trong các loại đó nhưng nàng đâu biết bảo vệ đồng bào đồng loại của mình thà rừng rú như thanh lâm hoang dã như thanh lâm mà cái ý thức về mình không làm nguy hại đến những kẻ khác với bao nhiêu mối cảm nghĩ ngổn ngang tôi chờ giấc ngủ của bọn người kia cho thật chín mùi rồi tôi lấy ở trong túi gùi một nắm lá rừng học được của ông già chúp mà suốt chiều nay tôi đã dò dẫm kiếm tìm dọc các khe suối trên đường theo vết kẻ thù cẩn thận bỏ tới đống lửa ném vào trong đó không có thời gian phơi phóng nên lá còn tươi nhưng đống lửa hồng to rực sẽ ngốn cháy hết và trong thoáng chốc một mùi khói nồng hăng hắc xông lên tôi đã nhúng sẵn khăn ướt để choàng lên mũi cho khải hát hơi rồi bỏ lui ra khá xa ngược lại chiều gió thổi về bếp lửa một lát khói nồng loạn tan vào trong không khí rừng già tôi quay trở lại chỗ cũ gần ngôi lều vải tiếng ngáy của đám người kia vang ồn như sấm chúng đã ngủ mê mệt rồi tôi tự nhủ thầm chúng mày đã dùng những chất hóa học của cải xã hội gọi là văn minh để đánh mê tao nhưng tao cũng biết sử dụng chất liệu thiên nhiên để đối phó lại điều khác biệt chăng là chúng đã khai thác lòng tin cậy đã dùng đến sự dối trá để mà lường gạt đồng loại còn tôi tôi không hèn hạ như thế tôi phải đối phó vì bị thiệt thòi và những nỗ lực của tôi dù có quyết liệt bao nhiêu cũng chỉ là để đòi lại một sự công bằng tôi đưa tay tìm hòn đá ném về phía lều tiếng ngày vẫn cứ vang giòn trong một nhịp điệu say sưa. Tôi ném mạnh hơn một viên đá khác vào phía trong lều. Vẫn không có gì chứng tỏ là chúng sẵn sàng tỉnh thức. Có lẽ chúng đã ngủ rất ngon lành nhất trong đời chúng. Và tôi không nên trì hoãn thêm một phút nào. Tôi bước vội lại gốc cây, mở dây từ đôi chân của Thanh Lâm bị trói chặt được buộc vào đấy. Rồi luồn vào trong lều vài, mở gấp dây trói ở đôi chân nàng. Tôi thấy đôi mắt Thanh Lâm mở rộng long lanh, Nhìn tôi trong vùng ánh sáng lờ mờ Từ ngoài chiếu dọi vào lều Và hơi thở nàng mệt nhọc Thành lầm đủ sự khôn ngoan Để không cất lên một tiếng kêu nào Nhưng được tháo mở Nàng đã vội vàng ngồi dậy Vừa mới gượng lên Nàng đã té xuống vì chân tê liệt Sau mấy ngày dài chói chặt Tôi ấn nàng xuống ra dấu bảo nàng nằm yên Rồi mở dây chói nơi tay của nàng Xong tôi vực nàng ra khỏi chiếc lều Tiến về chỗ cột bầy ngựa Đặt nàng lên con ngựa kim quen thuộc mà nàng đã từng đi chung trong mấy ngày qua lưỡng lự một lúc tôi quay trở lại căn lều tôi phải lấy lại súng đạn của tôi và tất cả súng đạn chúng chất lên lưng một con ngựa như thế là lẽ công bằng gieo gì thì phải gạt nấy và tôi đang làm những gì mà chúng đã làm cho tôi dù sao chúng có ba người chúng không khốn đốn như tôi vừa toan lên đường tôi thoáng có một ý nghĩ và tôi rút một cây súng và một ít đạn quay lại bỏ vào trong lều. Tôi không muốn chúng hoàn toàn bị tước đoạt hết khả năng chống lại thú dữ ở chốn rừng già. Tôi cũng không muốn bọn họ thèm thịt, nhưng phải an toàn giao rừng trái cây trong những ngày dài tìm về xã hội gọi là văn minh. Và tôi cũng muốn cho chúng thấy rằng con người rừng rú như tôi vẫn còn nhân đạo hơn chúng, vẫn biết nghĩ đến đồng loại, kể cả trong lúc mà tôi có quyền trừ diệt chúng đi như một mối họa. Tôi xoa nắn lại tay chân thanh lâm, rồi nhảy lên một con ngựa ra giấu cho nàng đi trước tôi dắt thêm một con khác chờ gùi của tôi và các súng đạn lấy được theo sau chỉ trong chốc lát thanh lâm đi được mau hơn và nàng như lành khỏi cơn tê liệt vừa rồi đường rừng về đêm rất khó di chuyển song với thanh lâm chẳng chờ ngại gì đi được một quãng thì đến bờ suối thanh lâm nhảy vội xuống ngựa và nàng nhào tới trên hai cặp chân chạnh choạng vụt người xuống nước uống thật ham hở trong bóng rừng đêm Tôi thấy đầu nàng như cắm sâu xuống dòng suối Và tiếng ửng ực nuốt nước của nàng Có một vẻ gì thật là quái gở. Tôi phải nhảy xuống kéo nàng ngồi lên Sợ nàng khô khát mà uống quá nhiều Thành lầm loạn trọng đứng dậy Thở dốc mệt nhọc Tôi bảo Hãy ngồi nghỉ cho khỏe lại đã nào Rồi tôi đưa nàng lại một tảng đá cạnh đấy Chúng tôi cùng ngồi im lìm trong bóng đen dày Dựa cõi rừng đêm bao la Vẫn còn mệt mỏi hồi hộp nên chưa cảm thấy hết được nỗi vui thoát nạn Tôi nghĩ đến sự may mắn trong cơn rủi ro vừa qua Bà con ngựa kia và những súng đạn mà tôi lấy được Sẽ giúp ích nhiều cho chuyến khai thác mà voi sắp tới Tôi vỗ nhẹ lên bờ vai thon thả của người bạn rừng vuốt mái tóc rối của nàng Mái tóc đậm ướt nước suối dòng dòng chảy xuống mặt nàng Gặp lại thanh Lâm là điều vui sướng Vì từ khi đã quen thân Bao giờ tôi cũng cảm thấy yên ổn trong sự cận kề Chừng như Thanh Lâm là nội che chờ an lành vô hạn Bỗng trong bóng tối Cả mắt Thanh Lâm như bừng sáng lên Và nàng ngồi thẳng ngay dậy Nàng muốn gì đây Những phút im lặng vừa qua Đã khuấy động trong hồn nàng suy tưởng gì chăng Rồi nàng đứng lên Đưa một bàn tay bấu chặt vai tôi Như bày tỏ một quyết định Và lần đầu tiên Tôi nghe giọng nói rừng rú của nàng Cất lên tiếng nói phản truyền Ngồi đây Thành lầm cố gắng khá lâu mới nói được hai tiếng ấy Giọng nàng khá rõ và thật thanh tao Thỉnh thoảng trước kia nàng cũng từng nói những tiếng rời rạc Những câu ngắn ngủi Để trả lời tôi hơn là tự động phát biểu Cái quyền được nói chưa thật quen thuộc với nàng Và ngôn ngữ nàng cũng ở trong thế bị động như hoàn cảnh nàng Nhưng bây giờ nàng truyền lệnh cho tôi ngồi lại tảng đá trong đêm Để làm gì đây? Tôi vừa phân vân tự hỏi Thì nàng đã bước chạy choạng lại gần con ngựa và trong thoáng chốc Nhảy lên con ngựa phóng đi Tôi thật bàng hoàng Định kêu nàng lại Nhưng nàng đã biến mất rồi Nàng đã bảo tôi ngồi đây là bảo đợi chờ Và đợi chờ nàng làm gì Nàng vừa quay về trên con đường cũ Tôi bỗng giật mình Chợt hiểu và thầm tự trách Về sự suy đoán chậm chạp của mình Lập tức tôi lại con ngựa đã cưới Phóng lên và đuổi theo nàng Rừng đêm cây cối rậm dày Khó tiền cho mau tôi phải vất vả khá lâu mới đến được chỗ ban nãy nơi đám người kia dựng lều tôi thấy một ngọn lửa lớn bùng lên từ nơi lều vải và thanh lâm ngồi sừng sững trên ngựa bất động như một pho tượng đôi mắt phản chiếu ánh hồng như rực cháy sáng trong đêm tôi kêu thanh lâm nàng khẽ quay lại nhìn tôi vẻ mặt động nét cam hờn dữ dội lạ thường tôi tiến về phía căn lều ý định muốn dập tắt mau ngọn lửa đang hủy diệt ấy nhưng các vụn máu loang trên đất gần đấy đã cho tôi hiểu Ba người kia bị thanh lâm giết chết trong giấc ngủ say Và nàng đã kéo xác họ ra đây cấu xé Rồi dồn vào trong liều kia nơi lửa mà thiêu rụi đi Những đống củi khô được nàng ném hết vào lửa Cũng như nàng đã ném hết vào đó tất cả đồ đạc của ba con người Đã hành hạ nàng suốt mấy ngày qua Nàng chứng kiến cho ngọn lửa đốt cháy tất cả Và sẽ không rời trốn này khi các dấu vết kẻ thù còn trước mắt mình Tôi cũng đứng yên chứng kiến sự thiêu hủy đó Lâu lắm ngọn lửa mới tàn Thòi thóp trên đống than hồng đỏ rực Hát chiếu trên các cây lá chung quanh Như ánh sáng chiều soi sáng Mùi thịt cháy khét cùng với mùi vải Và nhiều chất cây lá khác tỏa nồng Tất nhiên ngọn lửa không sao đốt cháy hoàn toàn được xác ba người Nó chỉ phát biểu cho nội cam thù ngồn ngụt nơi lòng thanh lâm Nội cam thù ấy lạ thay như được bùng lên bằng chất nước suối vừa rồi Có lẽ thanh lâm đã quá mệt nhọc vì phải nhịn khát nhiều ngày nay nhờ uống một bụng nước mà nàng tỉnh lại và ý báo thù nổi dậy nơi lòng nàng khiến nàng đã vụt chạy đi hay là nước suối nhắc lại cho nàng những phút khô khát tàn nhẫn mà nàng phải chịu đã từng khiến nàng liều mình nhòi xuống một lần nào đó để mà tìm uống một cách gian nan dầu sao thì cùng với ngọn lửa tàn dịu lại nội căm thủ kia cũng đã nguôi khuây khi cái lưỡi lửa cuối cùng tắt sụp chỉ còn than hồng dâm gian Thành Lâm mới quay trở lại nhìn tôi Ở trong ánh sáng lờ mờ Vẫn còn khét nồng thịt người đốt cháy Tôi thấy một nụ cười nhẹ thoảng trên khuôn mặt của nàng Sau cuộc trả thù Thành Lâm bỗng có một vài quyền rũ kỳ lạ Và tôi hiểu đó là sự cuốn hút của cái sức mạnh tinh thần Tôi không nghĩ nàng chỉ có bản năng Và những phản ứng hoàn toàn thấp kém Âm u Mà nơi nàng vẫn thao thức những mối cảm nghĩ đơn giản Nhưng cũng hết sức phần mình Thành Lâm đã biểu lộ rõ thương yêu cũng như căm ghét và chưa hề tỏ một cử chỉ nào làm tôi khiếp hãi kể từ ngày nàng quay lại hang đá. Nhưng đối với lớp người này, những kẻ đã coi thường nàng, đã trói buộc nàng và lợi dụng nàng như món đồ vật trang trí cho sự hiểu biết của chúng, thì nàng đã có thái độ thù nghịch và bất khoan dung thật là quyết liệt. Tôi yêu sự rành mạch đó, bởi tôi đã sống nhiều năm trong xã hội đầy những rối loạn tình cảm, nơi sự xấu tốt không còn phân biệt rõ ràng và sự yêu ghét chẳng được bao giờ rõ rệt. Chính sự lờ mờ hỗn độn là nỗi đau khổ sâu xa cho những ai từng khao khát, tìm các giá trị tinh thần. Bởi lẽ trắng đen, chân giả, không sao còn nhận định được. Thật tôi không muốn có sự tàn bạo vừa qua, nhưng tôi lại thấy bằng lòng về sự phản ứng của nàng. Có những việc làm ta không bao giờ làm được, nhưng lại âm thầm tán thưởng khi một người khác thực hiện. Tôi cũng hiểu rằng, ba kẻ vừa bị giết chết, đều là hạng người nguy hại ở trong xã hội loài người nhưng nhân danh cái xã hội văn minh còn sót trong tôi tôi đã để họ yên lành và còn để lại cho họ cả súng đạn nữa tất cả chỉ là văn hóa tôi tự bảo mình vậy tôi đã hành động theo những yêu cầu văn hóa mà tôi đã tiếp thu được và tôi tin là hợp lý nhưng còn thanh lâm hành động của nàng có một ý nghĩa văn hóa nào không nếu hiểu văn hóa như những biểu hiện sinh hoạt vật chất tinh thần đã tạo nên sự cộng đồng sinh hoạt của những lớp người đã có trên mặt đất này thì Hàn Thanh Lâm không có nhận thức văn hóa nào cả. Thế nhưng ở nàng, khởi đầu có một nhận thức văn hóa bởi vì nàng có những phản ứng mới trong sự đối phó lại những đồng loại. Khi chúng tôi quay lại tìm con ngựa bên suối và nghe chim rừng báo hiệu canh tàn gần một đêm nay chúng tôi đã không chợp mắt lại trải qua nhiều phút giây căng thẳng nên đầu mệt mỏi nhất là Thanh Lâm qua nhiều ngày đêm đói khát cần được nghỉ ngơi. Kẻ thù đã không còn nữa. Tôi đốt một đống lửa lớn bên suối, dọn một chỗ nằm. Và khi Thanh Lâm ngả xuống bên ngọn lửa ấm, thì tôi cố chống lại cơn buồn ngủ để nấu cho nàng một nồi cơm lớn. Khi cơm đã chín, tôi gọi nàng dậy ăn một bụng no để có thể ngủ một giấc thật dài trong ngày đang tới. Lúc tôi đặt lưng nằm xuống, vừng đông hé dạng ở chân mây xa. Hơi lửa ấm áp và sự an lòng sau những khó khăn vượt qua Nhấn chìm tôi vào giấc ngủ thật là nhanh chóng. Tôi nằm mê mệt như thế cho đến khi cho tỉnh giấc, mặt trời đã lên đỉnh đầu. Vài tia nắng lọt vòm lá chiếu xuống trên mặt đã đánh thức tôi. Thanh Lâm còn ngủ, nhưng khi tôi chống tay trên đống lá tạo những tiếng động thì nàng cũng vụt dậy ngay. Tôi bảo, "Ngủ đi, ngày mai ta lên đường sớm." Thanh Lâm ngoan ngoãn nằm xuống bên đống lửa tàn. Tôi lấy khẩu súng bảo cho nàng hiểu tôi đi săn con mồi quanh đây và sẽ trở về vào lúc nửa chiều tôi không cần đi thật xa đã nhìn thấy nhiều vết chân dẫm nát dưới một triền dốc sau khi nhìn kỹ tôi biết không phải là loài trâu rừng nhưng có bảy min đã kéo qua đây con min thuộc vào họ hàng trâu bò là loài thú lớn và hung hăng nhất ở trong rừng núi chúng ta màu lông của nó đen huyền bóng mướt chỉ từ móng lên đốt chân đầu tiên là trắng mà thôi Sừng nó vốn ngắn và mạnh Phía dưới màu trắng Ở giữa màu xanh Và trên chóc cùng màu đen Sừng của con cái hơi cong ép lại Như trải vào nhau Còn sừng con được thường mở rộng ra và lớn hơn nhiều Chỉ nhìn lồng ngực to lớn của chúng Người ta cũng cảm thấy được sức mạnh và sự chịu đựng khác thường 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 chúng đi từng bầy Từ năm 10 con cho đến ba bốn mươi con Di chuyển vào đầu mùa mưa Tìm về những miền cao hơn và vào mùa khô đổ xuống những nơi thung lũng ẩm ướt để kiếm cỏ non loài min chỉ thành nguy hiểm khi bị thương tích không còn phương cách trốn thoát hoặc khi cần phải bảo vệ lũ con của chúng trong nhiều năm dài săn bắn tôi chưa bao giờ gặp lại min này tấn công một ai khi chưa hề bị khiêu khích và nếu người ta cứ để cho nó sống đầy yên ổn ở trong rừng sâu tôi chắc thế nào chúng cũng tìm đến sống cạnh loài người mà không gây nên một tai hại nào Bây giờ đang ở vào giữa mùa khô Bảy min mà tôi nhìn theo dấu chân Cũng độ 10 con Vì không có ý định săn loại ấy Nên tôi không theo dấu chúng in đầy trên sườn ven núi Mà rẽ qua một lối khác Đổ xuống một ngọn đồi thấp Đầy những cỏ chanh và những cây nhỏ Mùa xuân chưa qua Nên cây lá còn xanh tốt Rừng núi chung quanh đượm vẻ hồi sinh Thật là tươi nhuận Sau một mùa đông ủ rột Nếu không bị ám ảnh chập chờn Về ba con người đã bị giết thì tôi có thể ngồi trên một tảng đá lớn, có tảng cây tre để ngắm cảnh vật vơi bảy trước mắt và chìm đắm trong các mối suy tưởng miên man về sự thoát ly cuộc sống phiền tạp của cái xã hội xô bồ ngoài kia để hòa nhập vào thiên nhiên tươi mát, lồng lộng ở trước mắt mình. Tuy thế, một ngọn gió mát từ xa thổi lại và tiếng chim rừng rìu dạt vàng đưa đã đẩy tôi ngồi dưới một cây ổi rừng, phóng mắt nhìn sâu vào những cảnh vật miên man răng phụ quanh mình. Tôi nghĩ đến lòng tham của ba người đã đẩy chúng vào chỗ chết. Nhưng tôi cũng thấy một phần do dự cả nề của tôi từ lúc ban đầu. Nếu tôi không đưa chúng về hang đá thì không xảy ra bao nhiêu là chuyện bi thảm và vất vả này. Kể ra muốn từ chối chúng, lúc ấy cũng thật khó lòng. Tôi đang chìm sâu trong lòng rừng già với mỗi một khẩu súng săn cỡ nhỏ, trong khi chúng có ba người, có nhiều súng đạn và nhiều lòng tham. Thôi thế cũng tạm yên đi một nỗi lo âu việc gì mà thắc mắc nữa trong rừng sâu này cũng như ở nơi xã hội ồn ào sau dãy núi đồi trùng điệp xa kia những cảnh tàn sát chèn ép tiêu diệt lẫn nhau cũng là một chuyện thường tình ba người thám hiểm sẽ được ghi nhận mất tích ở trong bí mật trường sơn và chỉ có mỗi mình tôi rõ hết được bí ẩn đó tôi cũng không biết tên họ của ba người ấy vì thanh lâm đã đốt cháy tất cả nhưng dù biết rõ tôi cũng không muốn ghi nhớ làm gì tất cả điều đó thuộc vào định luật rừng sâu, không còn phải đáng bận tâm hơn nữa. tôi đang triển miên trong những suy tưởng như vậy, bỗng nghe một tiếng động nhỏ ở sau lưng mình. vừa quay nhìn lại, tôi thấy một con min lớn đang lao nhanh về phía tôi. biết không thể nào sử dụng được súng, tôi vội nhảy qua một bên. con min đã quay đầu lại, ủi cặp rừng lớn xốc tới. tôi phải chạy vội núp sau thân cây ủi rừng, vừa đảo mắt tìm một chỗ lợi thế để mà ẩn núp. Trung quanh chỉ là đồi tranh, cây nhỏ Và phía sau lưng là khu rừng già Một chỗ để ngồi mơ mộng Lại thường là chỗ để đẩy ta vào cõi chết Bây giờ chỉ còn một cách là đương đầu với hiểm nguy Tôi vừa nép sau thân cây Vừa tìm cách tránh con min cứ lao mình tới phóng rừng chặt xả Vừa chuẩn bị khẩu súng để nhắm bắn vào đầu nó Con vật quay đầu một cách hàn học dữ dội Thật khó lòng gửi viên đạn trúng đích Nhưng dù tôi có bắn trượt trăng nữa cũng không làm nó trở thành điên tiết hơn là bây giờ Sự việc con mìn quá to lớn này Tự nhiên đâm sầm vào tôi Cố triệt hạ tôi như thế là điều lạ lùng Điều này chỉ có thể nghĩ Nó đã từng là nạn nhân Của tay thợ săn nào đó Và đang sống trong tâm trạng trả thù Vậy kẻ thợ săn nào Đã vào trong chốn rừng sâu này Chính kẻ đó đã chọc giận con thú Bằng một viên đạn lạc lối Và bắt tôi phải lãnh đủ khi gã không còn có mặt quanh đây Tôi bỗng nghĩ đến ông Trúc nhưng tôi biết ông không bao giờ săn loại này ông là người của rừng già và ông bảo vệ sinh vật ở đây một cách cẩn trọng chỉ săn bắn khi cần thiết và thường chú trọng các loại mồi nhỏ đủ cung cấp thịt dùng đôi ba bữa chứ không phí phạm của trời như thế hơn nữa ông chúp là tay thiện xạ dạ, và loại tên độc của ông dù không trúng đích nhưng đã chạm vào da thịt con mồi là sẽ vật ngã được ngay sau một thời khoảng đủ đưa chất độc vào trong huyết quản Tôi nhắm vào cái tử huyệt của nó Nằm ở trình giữa khoảng ngắn dưới gốc cạp sừng Nã một phát súng Con vật quỵ xuống nhưng lại trồm lên Đầu của loài miên khá lớn Nhưng óc của nó rất nhỏ Như thế viên đạn của tôi đã lệch sang một bên rồi Tôi toàn nã tiếp viên đạn thứ hai Thì con vật đã vận dụng tất cả sức lực còn lại Lao thẳng mình tới như hòn đá núi Lồng lốc lăn xuống từ một đỉnh cao Tôi vụt nhảy sang một bên nhưng không kịp nữa một đầu rừng nhọn đã chém xà vào bắp đùi bên trái của tôi Cuột tôi ngã xuống Và trong giây phút chớp nhoáng Tôi nhìn thấy mảnh da thịt của tôi bị chiếc rừng nhọn hất tung lên cao Nếu chậm một giây là khó toàn mạng Khi con vật chưa kịp quay đầu lại Tôi cũng không thể nào gượng đứng lên Nên cứ nằm thế nhắm vào phía mang tay nó bắn liều một phát Con vật nhào xuống đám cây như một tảng đá rơi nặng Vài tiếng thở phì nặng nhọc Nó không còn cửa quậy nữa Tôi lết lại gần Sau khi chắc rằng con vật không thể choàng dậy bất ngờ Để mở cuộc tấn công khác Viên đạn của tôi trúng vào tử huyệt của nó Nằm dưới chân sừng và hơi chụt về đằng sau Tôi còn nhìn thấy một vết thương khác dưới cổ Vết thương còn di dì chảy chất nước vàng ngầu Và ở bắp đuổi con vật Một dấu sưng húp cho biết nó đã bị đạn Và chắc viên đạn còn nằm trong thịt Tất cả sự việc xảy ra một cách dồn dập, Bất ngờ khiến tôi không thấy đau đớn. Nhưng rồi cảm giác nhức nhối bắt đầu xuất hiện và tôi như tê dại đi. Tôi xé vạt áo gì tạm vết thương nhưng đùi tôi như liệt hẳn. Tôi cố gượng dậy mấy lần nhưng không sao gượng dậy nổi. Rồi tôi lết tới rút sao xẻo mạnh vào đùi con vật và tôi tìm được viên đạn. Đây là viên đạn của khẩu 404 mà tên ngoại quốc mang dâu quay nón đã dùng. Có lẽ hôm qua gã đã bắn trượt con mồi và khiến cho nó hôm nay chút sự điên tiết vào tôi. Tôi phải gánh lấy hậu quả về sự bụng về của gã. Nhưng biết làm sao, khi tôi bây giờ có lẽ là kẻ đại diện duy nhất cho lớp thợ săn ở giữa rừng già. Tôi tưởng công việc xào thịt tìm đạn vừa rồi có thể làm cho tôi quên bớt đau đớn. Nhưng nó chỉ giúp khuây lãng giây phút, rồi lại làm tôi đau đớn hơn lên. Tôi nghe chán mình ướt đẫm mồ hôi và nằm vật ra trên cỏ mê man Tôi không biết mình nằm được bao lâu Thì nghe như có ai vực tôi dậy Tôi mở choàng mắt Thấy Thanh Lâm đang cúi nhìn với vẻ lo âu Tôi trần tĩnh nàng Không có sao đâu Tôi chỉ bị một vết thương nơi đùi Thanh Lâm không nói lời nào Dìu tôi lặng lẽ băng rừng mà đi Đôi cánh tay nhỏ của nàng Có một sức mạnh khác thường Như gánh được cả sức nặng của thân hình tôi Và bước chân nàng như không biết đến mệt nhọc Giá nàng đem theo con ngựa thì tốt không biết chừng nào. Tôi sợ nàng mệt nhưng biết mình không thể nào tự lực bước nổi với vết thương này, đành phải để nàng dìu đi qua những chặng rừng cho đến khi về tới bờ suối nhỏ nơi chúng tôi đã nghỉ ngơi. Thành lầm đặt tôi nằm xuống rồi chạy biến vào trong rừng. Chỉ một thoáng chốc nàng đã quay về, trong tay cầm một nắm lá. Nhiều loại ở rừng biết những loại lá chỉ bệnh thần diệu. Do có các kinh nghiệm nhiều năm trong sự thích ứng sinh tồn với những điều kiện thiên nhiên bất chắc. Tôi đem mớ lá nghiền nát trên một tảng đá ven suối. Cho vào ít muối. Rồi dịt vết thương. Đoạn băng bó lại. Các thuốc khử trùng và đồ băng bó bao giờ tôi cũng mang theo. Khi tôi đã nằm yên nghỉ bên lửa do nàng nhen nhúm. Thành lầm lại đi vào rừng. Và lát sau nàng mang về những mảng thịt min khá lớn. Bây giờ tôi càng thấy rõ nơi nàng tiềm ẩn một loại kiến thức thật là sâu rộng về cuộc sống giữa rừng già. Bên đống lửa rừng rực cháy, tôi nằm nghe bóng đêm về sau xuyến chung quanh, với muôn ngàn tiếng động nhỏ, và nhìn thanh lâm bắc cơm, nướng thịt với vẻ chăm chỉ khác thường. Tôi thấy hân hoan trong cái ý nghĩ có được một người bạn tốt, một người bạn thật xứng đáng cho cuộc sống này. Suốt đêm hôm ấy, tôi không cảm thấy nhức nhối chút nào. Vết thương đã được chất lá làm cho êm dịu và sáng hôm sau chúng tôi lên đường thanh lâm giúp tôi lên ngựa và theo đường cũ chúng tôi về lại hang đá ven sông như một phép màu chỉ trong tuần lễ vết thương đã lành tôi nhìn thanh lâm và nói cảm ơn thanh lâm không hiểu tiếng ấy nhưng tôi nhớ ngày xưa khi tôi săn sóc cho nàng vẻ dịu dàng hiện trên khuôn mặt nàng đã nói với tôi bao nhiêu là tiếng cảm ơn Điều tôi băn khoăn là ông già chúp đã lâu không thấy trở lại. Nếu ông ấy đã đi qua đây, thế nào tôi cũng nhìn được dấu vết. Không rõ việc gì xảy đến cho ông. Đau ốm hay là bất chắc dọc đường, hay trở ngại nào trong việc bán buôn. Tôi quyết định chờ thêm một tuần lễ, rồi sẽ lên đường về lại mả voi. Biết đâu do một đổi ý bất ngờ, ông chúp đã chẳng đi về trốn cũ bằng một lối khác. Và lại bây giờ tôi đã có ba con ngựa và nhiều đạn dược lại có thanh lâm bên mình Tôi có đầy đủ khả năng tiến sâu hơn nữa vào kho tàng ấy Về phần thanh lâm Tôi nghĩ nàng đã thoát khỏi họ hàng xà niêng Và tôi không ngại nàng sẽ quay về lại với rừng già Dẫu sao chuyến đi này sẽ cho tôi thấy rõ ràng hơn phản ứng của chúng Thêm một tuần lễ đợi chờ mà ông chú vẫn chưa lại Không thể chờ đợi lâu hơn Tôi quyết định vào mả voi với Thanh Lâm vậy Buổi sáng sớm hôm ấy chúng tôi lên đường Tôi đã có đủ kinh nghiệm trong các chuyến đi lần trước Nên việc tiến sâu vào trong thung lũng không mấy khó khăn Thành Lâm quả là một người bạn đường quý báu Nàng tinh nhạy hơn ông Trúc Và giúp tôi chuyển vận được số ngả khá lớn nhờ có ba con ngựa thổ Trong chuyến đi ấy Tôi cũng săn được hai con cọp gấm thật đẹp Và tôi vội vàng lột ra mang về hang đá Buổi tối hôm ấy Ngồi bên đống lửa Tôi thấy Thành Lâm yên lặng nhìn tôi Cặp mắt rực sáng trong ánh lửa hồng Và sự lắng động trên khuôn mặt nàng Có một vẻ gì sâu thẳm như núi rừng đêm Trung quanh chúng tôi là sự dàn trải mênh mông Của muôn ngàn tiếng âm thầm Trong khúc hòa tấu bất tận Mà trốn thiên nhiên hùng vĩ dạo lên hàng ngày Hàng đêm Với những điệp khúc miên man Trong những giây phút bỗng nhiên sao xuyến Tôi thấy Thanh Lâm là người đàn bà Một người đàn bà đáng được yêu dấu Mà đã từ lâu tôi cố chối từ nghĩ ngợi sâu hơn Thật ra nơi tôi vẫn âm thầm có rằng co dây dứt. Một mặt tôi tự cảm thấy bất xứng khi để cho mình có những ý nghĩ buông thả với những suy tưởng lan man về người bạn rừng. Có lẽ đó là phản ứng của cái con người tự nhận văn minh nơi tôi. Con người đã được nuôi dưỡng bằng những đạo lý, thành kiến của xã hội này. Nhưng một mặt khác, tôi luôn ca ngợi thanh lâm, phóng đại ý tốt vào những cố gắng của nàng, gán ghép cho nàng bao nhiêu ý tình thật đẹp để tự trần an lấy mình. Bây giờ nơi tôi sự mâu thuẫn kia đã không còn nữa Nơi tôi Đêm nay Không còn có sự giằng co nào nữa Tôi thấy ngồi trước mặt tôi một người đàn bà Một kẻ thực sự đã hòa hợp Trong cuộc sống với tôi Đã chia sẻ những gian lao bất chắc với tôi Thanh Lâm và tôi Không có gì là ngăn cách Và nàng đáng được thương yêu Và tôi phải biết yêu nàng Trong ánh lửa đêm bập bùng dọi sáng hang đá như dẫn dắt người trở về cuộc sống hoang dã từ bao ngàn năm về trước. Tôi tiến lại phía Thanh Lâm. Người bạn dừng không cử động, như nàng có thể cảm hiểu được mọi ý nghĩ của người đối diện qua sự im lặng và nàng đợi chờ. Tôi cầm lấy tay Thanh Lâm, tôi nói, "Thanh Lâm." Người bạn của tôi vẫn ngồi yên đó, hay là nàng sợ hãi chăng? "Thanh Lâm," Tôi muốn dụi tắt đống lửa đang phần phật cháy Nhưng ở nơi đây chỉ có chúng tôi Bởi vì xã hội loài người thật sự đã khuất xa rồi Chúng tôi cùng nằm trên nệm lá ấy Và như thế đó Chúng tôi khởi sự một cuộc sống khác với những tương quan đổi khác Một đêm giữa giấc say vùi Tôi bỗng choàng dậy Người đàn bà cũng giật mình tỉnh giấc Tiếng kêu hú bỗng vang lên Thật xa rồi lại thật gần Tôi tự nhủ thầm tiếng hú của giống xả niêng. Tiếng hú bất ngờ vọng lên, rền dĩ, ai oán, như đượm ý tình thương yêu rất đội thiết tha. Chừng như tiếng kêu gọi ấy trực sẵn đâu đây. Và khi người con gái của dòng họ xả niêng quay sang một cuộc đời khác, một nếp sống khác, thì tiếng hú lại vẳng dậy như một cố gắng lôi kéo về mình những gì đã bị phân tán, lạc loài. Chúng tôi thay đều bàng hoàng, như từ cõi mộng bị lôi kéo về cõi thực một cách vũ phàng. Thành Lâm có vẻ sống trong tình trạng rối loạn lạ lùng. Theo giọng rền rĩ của lời hú gọi, sắc diện của nàng cũng lộ những vẻ đau đớn hay là âu lo, ngờ ngác hay là quay cuồng. Thành Lâm loay hoay trên cái nệm lá và hình bóng nàng chập chờn in trên vách đá những nét bàng hoàng. Tôi biết những phút rằng co đang hành hạ nàng. Vội rời khỏi cơn bối rối, tôi cầm lấy khẩu súng săn chạy ra miệng hang. Những tiếng nổ vang to lên. Cô lần át hẳn tiếng rền rĩ ấy một lát sau tôi trong tai nghe Không còn vọng lại một âm thanh nào Của những lời kêu gọi đó Tôi hiểu tiếng thét của đạn Chỉ làm im đi được một thời khoảng nào đó Chứ không buộc được dòng họ giả niêng dứt bỏ bao nhiêu khắc khỏi nơi lòng Lâu lắm tôi đứng ở ngoài cửa hàng Nghe những tiếng rừng vọng lại Lần đầu trong cuộc sống phiêu lưu Giữa núi rừng Tôi không giữ được bình tĩnh Trước muôn ngàn sự sao động âm thầm với bọc chung quanh Rừng đêm có một bí mật nặng nề Kỳ quái và những đe dọa lạ lùng khi tôi quay vào bên trong tôi thấy rõ hơn tiếng kêu gọi kia vẫn còn nó vẫn còn đấy ở trên khuôn mặt thanh lâm tôi lại gần nàng bảo nàng nằm xuống ở trên nệm lá nàng ngoan ngoãn nghe lời tôi nhưng đôi mắt vẫn nhìn vọng trong đêm như nhìn vào trong sâu thảm rừng già về những hang hốc xa xôi những vùng khuất lấp quanh năm không có bóng người nhiều lần nghĩ ngợi về sự việc này Tôi tưởng rằng nàng có thể quên đi Quên cái đời sống sản nghiêng thủa trước Như một quá khứ xa vời Nhưng rõ ràng nàng vẫn nhớ Và nó còn nguyên trong đáy hồn nàng Chỉ còn có lời giáo gọi bất chợt Là những niềm thao thức ấy bừng dậy Vội vàng, sao xuyến Như mới cho than giữ ngọn lửa hồng Bỗng nguồn ngụt cháy mỗi khi cơn gió thổi vào Bây giờ sự đáp ứng của Thanh Lâm đối với lời giáo gọi kia Có một vẻ gì khác khoài khổ đau hơn trước chừng như nàng càng gắn bó sâu xa vào tôi vào cuộc sống này bao nhiêu thì nỗi đau khổ của nàng trầm trọng bấy nhiêu cổ nhiên tất cả điều này chỉ là dự đoán bởi tâm trạng nàng nếu có như vậy cũng chỉ là những diễn biến mơ hồ tôi tự nhủ thầm ngày mai ta lại phải rời nơi đây mà đi thành lầm không thể sống đầy yên ổn quanh mả voi này nhờ cái thời gian đã qua sống trong hang đá ven sông Nàng có bao giờ hốt hoảng quay cuồng như thế này đâu Và bây giờ đây Tôi bị chia sẻ giữa rằng co mới Kho tàng mả voi và người bạn đường xả nghiêng Trong hai cái đó Tôi chỉ có thể giữ lấy được một Và chỉ được một mà thôi Cố nhiên là tôi chọn lựa thanh lâm Và tôi bảo nàng Ngủ đi Ngày mai ta rời hang đá đi về nơi an toàn hơn Qua ngày hôm sau Tôi đưa thanh lâm về lại con đường ngày trước dẫn tới hang đá ven sông nơi đó tôi hy vọng rằng họ hàng xà niên của nàng không sao tìm tới bởi có những khu vực rừng đã thành giới hạn cho từng giống loại và chúng tự ngăn cấm mình vượt qua ban đầu tôi đoán là những điều kiện sinh sống như vật thực khí hậu đã làm khuôn khổ cho giới hạn ấy nhưng qua nhiều ngày lặn lội nơi rừng già này tôi còn nhìn thấy trong phân cách đó những gì khác nữa đã khiến cho một giống loại không muốn xé xào để bước vào một lĩnh vực đã được quy định cho giống loại khác cái gì khác đó thật khó suy đoán cho thật chính xác có thể là ước định ngầm giữa các loài thú về miền sinh hoạt có thể là nỗi sợ hãi do cái bản năng sinh tồn gây ra khi cảm thấy mình ra ngoài quá xa một nơi quen thuộc của mình bây giờ mả voi không còn đủ sức để thu hút tôi bằng người đàn bà của rừng rú này và tôi phải tạo một cuộc sống khác vì nàng tôi quay trở về săn bắn ngày xưa mỗi ngày đi tìm con mồi trong núi. Còn nàng thì đi tìm những con mồi dưới những dòng sông, dưới những con suối ven rừng. Chúng tôi lại sống như thế để chờ ông chúc. Nhiều tháng trôi qua, người dẫn đường kia vẫn không trở lại. Một hôm tôi quyết định về tìm ông già Trúc vì không thể sống mãi trong tâm trạng đợi chờ khắc khoải dài ngày như thế. Có đem thanh lâm cùng về hay không? Đó là một điều khiến tôi suy nghĩ. Nàng sẽ gặp những khó khăn khi giao tiếp với xã hội bên ngoài. Cuối cùng tôi nói cho nàng hiểu rõ Để nàng yên lòng sống nơi hang đá Và đợi chờ tôi Thành lầm không tỏ vẻ gì khổ sở Về ý kiến ấy Nơi con người nàng không có những nỗi thắc mắc Như ta quen gặp trong cái xã hội gọi là văn minh Bởi nàng không hiểu đến sự dối trá Và cũng không hề biết rằng Ở trên đời này lại có sự việc mang tên như thế Dối trá Phản bội Là những tình tự mà chỉ những lớp con người Tự khoe văn minh trong một xã hội chuyên về lừa đảo Mới có mà thôi nàng đã đem sự chân thành đối đại với tôi Và tôi cũng đem tất cả chân thật đối đại với nàng Thành Lâm cũng không biết đến những nỗi buồn phiền Bởi tình cảm đó cũng là quà tặng của cái xã hội văn minh Có gì mà phải buồn phiền Và buồn phiền để làm gì Chỉ có mỗi một lo âu là sự sự như thế nào thôi Với nàng tôi phải ra đi Vậy thì tôi sẽ ra đi Và nàng ở lại Chỉ là như vậy Nàng tin chắc tôi sẽ quay trở về nơi hang động này và không thể nghĩ ngược lại bây giờ thanh lâm hiểu nhiều lời nói của tôi và nàng cũng đã nói được nhiều câu rời rạc nàng chưa nói được những câu thật sai với những mệnh đề rối rắm với những loại tiếng tập hợp các câu và các mệnh đề cố nhiên không dễ gì sử dụng được các loại liên từ giới từ trong các câu nói tôi để lại cho thanh lâm súng đạn và những vật dụng cần thiết rồi một buổi sớm tôi dắt theo hai ngựa thồ những thớt ngà voi một số gia hồ lên ngựa tìm về phố chợ Thành Lâm đứng ở cửa hang nhìn theo Tôi đi quãng xa Quay lại Thấy nàng vẫn còn đứng yên như một thân cây khô héo Giữa trốn hoang vu Chính lòng thương yêu Thanh Lâm khiến tôi gấp rút băng vượt đường dài hiểm trở. Lòng thương yêu đã ngấm vào trong tôi, như chất nước mưa thấm vào từng giọt qua làn đất sét rộng dày, để nuôi thành mạch nước ngầm ổ ạt. Chính có sự xa cách này, tôi hiểu rõ thêm tôi đã yêu thương Thanh Lâm, Yêu thương một cách kỳ lạ như chưa bao giờ tôi đã yêu thương như thế Sống với Thanh Lâm Tôi không hề biết đến những thắc mắc vụn vặt Không phải băn khoăn về những ngộ nhận hàng ngày Con người trong nhiều xã hội gọi là văn minh Thường hay nói đến tự ái như là dấu hiệu đặc biệt của nhân cách họ Chuyến trở về này tôi muốn đi mau để biết tin tức ông Trúc Và sớm gặp lại Thanh Lâm Đến khi dừng chân ở trạm nghỉ chân cuối cùng Là Buôn Cả Đùm Gần các phố thị ven miền Sơn Cước tôi đến tìm gặp a người em ông chúp hỏi về ông ta a không giấu được vẻ vui mừng khi gặp lại tôi nhưng trên nét mặt chứa đầy ẩn tình bi thảm rồi trong ánh lửa bập bùng muôn thủa của những đêm rừng a kể cho tôi nghe sự việc vừa qua thế là vĩnh viễn tôi không bao giờ gặp lại người dẫn đường ấy vĩnh viễn tôi cách xa người bạn già đầy những kinh nghiệm quý báu ở núi rừng này ông chúp trong khi mang nhiều ngà voi về bán phố phường đã gợi chú ý nơi một số người. Trong số người theo dõi ông có một thương nhân, tên là Lý Đạt. Lợi dụng tính tình chất phác của ông, gã biết mà voi là nguồn cung cấp số ngà quý ấy, bèn tìm mọi cách mua chuộc. Nhưng ông già chúp không là loại người có thể mua chuộc được, dù bằng giá nào. Rốt cuộc ông chúc bị chúng ham dọa, cưỡng bách dẫn đường. Ông không có được bản chất uyển chuyển của người biết giả thuận tình, để liệu đối phó về sau nên đã phản ứng một cách quyết liệt. Lý Đạt đã giết ông Trúc bên một khe núi để loại trừ kẻ có thể tố cáo dã dạ tâm của y. Đồng thời cũng để loại bớt một người đã nằm bí mật kho tàng. A John đi tìm anh, đã gặp ông Trúc quằn quại trong hơi thở tàn, lết tới tìm nước bên bờ suối vắng. Ông già chỉ kịp kể lại vắn tắt sự việc đã qua, với lòng tiếc nuối muốn được gặp tôi trong những giờ phút cuối cùng. Nhưng tôi đã ở xa ông, ít nhất cũng một tháng đường. Azon thở dài bảo tôi. Tất cả tiền bạc anh tôi cất ở trong mình, cũng bị nó cướp đoạt hết. Chỉ còn lại mỗi con ngựa mà thôi. Tôi hiểu những lời Azon đều rất chân thành. Nhiều năm sống với đồng bào miền núi, tôi quỷ mến họ ở sự ngay thẳng, thật thà. Những đức tính khiến cho sự giao tiếp giữa người và người trở nên dễ chịu khác thường. Và tôi phải mất gần hai tuần lễ mới biết gã thương nhân kia đã cùng hai người ngoại quốc đi vào rừng già tìm kiếm mả voi đối chiếu lại vài sự kiện Họ là bọn người đã từng cướp đoạt Thanh Lâm Và bị Thanh Lâm giết chết Dù sao chúng tôi cũng đã trả thù được cho ông Trúc Và tôi không còn chút ân hận nào Với cái đoạn kết Mà ba người kia gánh chịu ở giữa rừng sâu Không còn ông Trúc Tôi như người què liệt trong cuộc sống này Thanh Lâm có thể là người bạn đường rất quý Nhưng nàng không sao thay thế cho kẻ dẫn đường Cuộc sống rừng già đòi hỏi nhiều sự từng trải khôn ngoan mà năm tháng đời còn ít của tôi chưa tích lũy được bao nhiêu để giữ lấy sự chủ động trên những bước đường chắc chờ. Tôi không ngờ sự xa lìa ông Chúp xảy ra đột ngột như vậy. Con người của rừng núi ấy cuối cùng không phải bị loài thú giữ cấu xé mà bị đồng bào đồng loại ở nơi phường phố phanh thơi. Xã hội tham lam và điên đảo này không chịu nương tay đối với những người đã muốn yên phận, đã muốn bé nhỏ, luôn luôn chiều chuộng cuộc sống quanh mình như ông già trúp Tôi tự thấy mình có trách nhiệm về cái chết của ông già Trúc Và mấy hôm liền sống trong trạng thái ngẩn ngơ của kẻ hối tiếc Tôi đi dựa trốn thị thành như người xa lạ, lạc loài Thấy các sinh hoạt có vẻ hối hả một cách kỳ quái Thấy những con người chen lấn giữa những mảnh đất chật hẹp một cách đáng thương lạ lùng Tôi bán vội vàng tất cả đồ vật trở về trên ba con ngựa Mua những vật dụng cần thiết để đặt trên mồ ông Trúc Tặng cho Ajon một món tiền lớn và nhờ trao cho vợ con ông chúp Tất cả những gì còn lại Về số thu hoạch của những ngả voi bán được lâu nay Để gia đình ông có thể sống đời sung túc Rồi xin lại con ngựa tiếng ngày nào Tôi vội quay về con sông Ramun Với hang đá cũ và người bạn rừng Chuyến đi của tôi phải mất gần 3 tháng trời Trên đường về lại trốn cũ Tôi thực hồi hộp Chỉ sợ không còn gặp lại Thanh Lâm Thỉnh thoảng tôi cũng bắt gặp nỗi buồn nơi mình Và tôi hiểu rằng cái chết của ông già chúp là một nguyên nhân sâu xa Nhiều năm chung sống bên nhau Chúng tôi đã thành quen thuộc Cần thiết cho nhau đến nỗi một người mất đi Khiến cho kẻ kia trở nên choáng váng Như bước hụt chân vào một khoảng trống bất ngờ Về tới hang đá bên sông Tôi thấy cảnh vật đã có ít nhiều thay đổi Cây cỏ mọc um tùm hơn Và nhiều tảng đá chất trồng cao lên Vây bọc chung quanh Tôi bước chậm lại ngay tim đập mạnh trong lồng ngực mình thành lâm còn ở đây không hay là nàng đã đi rồi tôi muốn dừng bước sợ bắt gặp một sự thực não nề nhưng kia thoáng nghe tiếng động của tôi thành lâm đã chạy ùa ra với vẻ mừng rỡ lạ lùng tôi thấy nàng đã đổi khác gầy mòn tiêu tụy hơn xưa thì ra thành lâm đã mang trong mình con của chúng tôi và nàng phải sống trong sự thường xuyên đe dọa của giống xả niêng luôn luôn thiết tha kêu gọi nàng về Tôi nghe nàng nói tiếng được tiếng mất Với những điệu bộ run dày và những nét mặt hãi hùng Nàng không sửa dọn gì được trong hang đá này Và chỉ thừa dịp họ hàng của nàng không lai vãng đến Để đi tìm kiếm thức ăn và trồng chất đá bảo vệ chỗ ở của nàng Họ hàng xà niêng đã kéo đến đây Là điều đáng nên lo ngại không biết chừng nào Họ không có những danh giới rõ rệt của loài thú rừng Họ đã xử sự như những con người đẩy xa đến cùng biên giới của sự tìm kiếm Đó là dấu hiệu của sự quyết liệt mà tôi cần phải đối đầu tôi nghĩ đến việc đưa nàng qua sông tìm về một miền rừng núi xa hơn nhưng tôi hiểu rằng vô ích bởi qua sự tỉnh như thế thì giống xà niêng rõ ràng chẳng chịu để chúng tôi yên một khi chúng tôi còn sống giữa núi rừng này tôi nghĩ tạm sống ở đây trong một thời gian rồi sẽ quyết định phải chờ đợi ngày thanh lâm sinh đẻ trước khi nên tiến sâu vào mả voi hay rời ra khỏi chốn này mỗi ngày tôi đi vào rừng săn bắn đào củ với một tâm trạng chờ đợi một biến cố lớn. Thành Lâm vẫn giữ nếp sống quen thuộc thường ngày của nàng, nhưng trông nàng lo âu hơn, mỗi ngày càng tiêu tụy hơn, nên tôi không thể để nàng đi ra khỏi nơi trú ẩn. Sau chừng ít ngày về lại với nàng, vào lúc nửa đêm, tôi nghe những tiếng hú dài giáo gọi của giống xà niêng. Tiếng hú kéo tôi ra khỏi giấc ngủ, và trong ánh lửa bập bùng, tôi nhìn thấy rõ Thanh Lâm đã ngồi dậy từ bao giờ. Giáng điệu dây rất bồn chồn. Tôi lại sách súng bắn vọng về phía rừng xa, nhưng chỉ làm tiếng kêu hú tắt được hồi lâu, rồi sau đó lại vàng dậy thật là buồn thảm, náo nùng. Từ đấy giống lại giả niêng mỗi khi nghe những tiếng súng của tôi thưa dần, thì bén mảng đến. Bây giờ giấc ngủ của tôi lại bị gián đoạn bởi nhiều tiếng động bất thần, những tiếng kêu nhỏ, những lời díu rít, những cảnh cây gãy, những tảng đá lăn, và có nhiều lúc tôi tưởng chúng đã tràn được vào hang vào những lúc ấy tôi phải thức giấc khua động ồn ào cố ngăn chặn bớt những sự lộng hành của chúng nhưng tôi không sao làm cho thanh lâm thật sự an lòng tôi bèn củng cố hang đá đốn nhiều cây lớn dựng một hàng rào cao nhọn vây quanh chỉ chừa một cửa ra vào được gài thật chặt vào lúc đêm tối như thế tôi đã tự mình xây đồn đáp lũy để sống thu gọn trong một khoảng đất nhỏ hẹp dựa cái thiên nhiên bao la vây bụa quanh mình suốt thời gian nhiều tháng dài đến ngày thanh lâm sinh đẻ dòng họ giả niêng vẫn không chịu rời ra khỏi chúng tôi. Tuy không đột nhập được vào bên trong, nhưng chúng vẫn thường làng vàng quanh đấy, tìm đủ mọi cách phá phách hàng rào, hoặc là hú gọi thiết tha. Thành Lâm đã cho ra đời một đứa con trai. Đứa bé khá mạnh, có những vóc dáng giống y như nàng, và những nét mặt phẳng phất sắc diện của tôi. Nàng không mang nặng đẻ đau như nhiều phụ nữ, vì nàng có được sức khỏe của giống vật rừng. Nhưng nàng quần quyết đứa bé một cách quá đáng, và trình đứa con đã giúp nàng quên được lời giáo gọi vẫn cứ thỉnh thoảng vọng về giữa những đêm khuya. Được mới 3 tháng, đứa bé đã lớn như đầy một năm. Tôi định đặt cho nó cái tên hợp với núi rừng. Vào ngày nó bắt đầu nói những tiếng đầu tiên. Nhưng cái ngày ấy đã không xảy đến. Một hôm tôi đi săn xa trong rừng, gặp cơn nước lũ tràn ngập khe suối, nên khi về đến hang đá thì trời đã tối. Tôi vừa mở cổng thì họ hàng xà niêng từ các bụi rậm ùa ra, tấn công tới tấp vào tôi. Trong lúc bất ngờ, tôi không sử dụng được súng, phải dùng dao săn chống cự một cách quyết liệt. Nhưng bọn chúng thật hung dữ, lăn vào xô ngã được tôi. Những muốn xé nát tôi ra làm trăm ngàn mảnh, nếu thanh Lâm không xuất hiện kịp vào lúc đó. Vừa nhìn thấy nàng, cả bọn buông tôi ùa đến kéo nàng chạy biến vào trong đêm tối. Tôi không thể nào đuổi theo, đành lết vào hang, băng bó lại các vết thương rồi nạp đạn sẵn vào súng để phòng bất chắc và đợi chờ nàng bây giờ hy vọng gặp lại thanh lâm thật là mong manh một là họ hàng xả niêng sẽ giết hại nàng hay là chúng sẽ mang nàng đi xa vào trong sâu thẳm rừng già sự việc của biến cố này xảy đến quá mau tôi phải đối phó bằng cả tâm não sức lực của mình vì thế không còn biết đến hoảng hốt hay buồn phiền nữa và lại núi rừng từ lâu đã dạy cho tôi tự xoay sở lấy một mình trong những gian nan ỉ lại chỉ là món quà của cái xã hội người cướp giật người. Trong đó hạng ưu thế nhất thường tạo ra cái bóng mát xanh sao cho lớp yếu hèn hương tựa. Tôi nhìn đứa bé nằm bên đống lửa, thấy thương hại nó vô cùng. Không còn ông chúp, tôi không thể giao nó lại cho ai để đi tìm nàng. Bởi vì tôi quyết lặn lội bất cứ là núi rừng nào để tìm gặp lại thanh lâm. Phải chờ các vết thương bớt đau đớn, tôi mới có thể quay về gửi đứa bé cho a Azon, rồi kiếm tìm nàng dù đó chỉ là hy vọng mong manh tôi cũng bám lấy để sống suốt đêm hôm ấy tôi ạm đứa con trong lòng ngồi bên đống lửa lắng nghe tiếng rừng sao xác vây quanh rừng già vẫn chứa đầy sự ác độc bảo tàn vẫn không dung nạp được người cô độc mở sáng hôm sau tôi bỗng sửng sốt nghe tiếng thanh lâm giá gọi bên ngoài tiếng gọi mệt nhọc khẩn thiết chừng nào có phải là cơn mê sảng hay là sự thực tôi chạy vội ra mở cổng Và nàng nhào đến ôm chặt lấy tôi Kêu lên những tiếng vui mừng chứa cha nước mắt Tôi cũng mừng rỡ đến độ bàng hoàng Không nói lên được lời nào Trông nàng tiểu tụy, xanh xao Mang đầy thương tích trên người Như đã phải chịu những nỗi cực hình ghê gớm suốt một đêm qua Áo quần rách nát Nhưng vẫn còn giữ trên mình Thành lầm hàn đã chiến đấu một cách quyết liệt phi thường Mới thoát khỏi vòng rừng rú âm u để về với tôi và con Nàng như phụ phục trước đứa con yêu Yên lặng nhìn nó ngủ say Rồi không nén lòng được nữa Kêu lên một tiếng quái gở Và ôm chặt nó như sợ một nỗi xa cách Tôi gài cửa hang thật chặt Sàn sóc những vết thương trên mình nàng Và tôi quyết định rời xa thật sớm nơi đây Mở sáng hôm sau Tôi cố chống lại những nỗi đau nhức trên mình Chất hết đổ đạc lên hai con ngựa Để nàng bê đưa bé con Cưỡi con ngựa lớn khỏe nhất đi trước và tôi cưỡi con ngựa tiếng ngày nào đi sát theo sau Sẵn sàng bảo vệ cho nàng trước mọi bất chắc Thỉnh thoảng tôi nhắc nhở nàng Hãy yên lòng đi thanh lâm Chúng ta sẽ rời khỏi chốn rừng già Đến gần bờ suối trên một sườn đồi nào đó Con của chúng ta rồi sẽ lớn lên Mạnh mẽ như loài cây rừng cao vút Vươn lên đàn ánh mặt trời Mỗi lần nghe tôi nói thế Thanh lâm như càng ôm chặt đứa bé vào lòng Rồi quay lại nhìn đam đam vào tôi với một vẻ mặt mà niềm vui lớn như đang cố thoát khỏi nỗi đau đớn khôn cùng Coi chừng hố nước Thanh Lâm Hãy cho ngựa sang bên trái Thanh Lâm vội vã nghe theo Và nàng dần mạnh dây cương Thúc ngựa nhảy qua mô đá gập gành Nằm trên miệng hố thẳm sâu Chúng tôi nghe dòng nước chảy dì rào Ở dưới khe xa Nổi bật trong vùng tiếng động miên man của chốn rừng già Bỗng tôi nhìn thấy Thanh Lâm dừng lại đột ngột Con ngựa của nàng hí lên một tiếng vang rền trồm hẳn mình lên như để đối phó với một kẻ thù ác liệt. Tôi đưa nhanh tay kéo tràng khẩu súng từ sau lưng về trước mặt và thấy chung quanh lố nhố những đám xả niêng xông đến với những vẻ mặt dữ sàn. Đồng thời chúng kêu lên thật quái gở Những lời gầm thét chứa đầy đe dọa căm hờn. Tôi biết nếu bắn chết một kẻ nào trong bọn thì chỉ làm cho hận thù càng bốc cao hơn khiến chúng tôi sớm chịu sự trừng phạt thảm khốc. Nhưng không có hành động nào phản ứng kịp thời chắc cũng khó lòng thoát nạn. Tôi muốn sử dụng khẩu súng như một cây gậy đỡ đòn nhưng đám xả niêng đã ủa tới sát bên tôi giật lấy khẩu súng tôi cầm trên tay và tước đoạt các khẩu súng trên mình hai con ngựa thồ Các con vật này cũng thấy khủng khiếp trước đám xả niêng trổm lên với hí vang rừng gây một náo loạn khác thường giữa cảnh hoang vô. Tôi và Thanh Lâm cố quen những sự đau nhức đẩy giạt đám xả niêng ra và thúc ngựa tiến về phía trước nhưng đám xả niêng cứ lăn xả vào chúng lôi chúng tôi xuống đất thoáng trong lúc đó tôi thấy đứa bé đã bị giằng lấy và thanh lâm đang cố chịu cào cấu để giữ chặt lấy con mình đứa bé thét lên đau đớn và nàng buông tay để bọn xả niêng đoạt lấy nhưng liền sau đó nàng đã lao xuống khỏi ngựa điên cuồng đuổi theo bọn họ với những tiếng kêu ai oán vừa phải vung tay cấu xé những kẻ đồng loại đang cố vây chặt lấy nàng phần tôi tôi đã đem hết sức mình đối phó với đám xả niêng để mong mở một lối thoát lại tiếp cứu nàng. Những người rừng này quá mạnh và có quá nhiều kinh nghiệm để không sợ hãi như xưa, nên đã xuất hiện tấn công vào lúc giữa ngày với một thái độ vô cùng quyết liệt. Bỗng tôi nghe một tiếng kêu thảm thiết, nhưng thật hết sức ngắn ngủi vang lên. Đứa con chúng tôi đã bị bọn người giả niêng xé nát, ném tung thi thể xuống đất với những tiếng hú điên cuồng. Về phần Thành Lâm, nàng cũng kêu thét hãi hùng trước cảnh tượng đó và càng chống đối lại đồng bọn nàng một cách quyết liệt dị thường. Có lẽ đó là lần đầu nàng đã coi họ hàng mình như kẻ tử thù và nàng đã dám ngang nhiên chống cự, hùng hổ như loài cọp dữ. Sau cái chết của đứa bé, nàng như mạnh lên gấp bội và dù mang đầy thương tích trên mình, nàng cũng xua giạt được đám xà niêng vây quanh, đuổi họ chạy tan tác khắp trong rừng. Và họ kêu lên hãi hùng trước khi biến dạng sau những bụi cây rậm dày. Những kẻ còn cố chống cự với tôi Nghe thấy như thế cũng vội tản ra Lùi đi như biến ở trong rừng sâu Thanh Lâm muốn chạy lại về phía tôi Nhưng nàng đã ngã khuỵu xuống Tôi cũng không đến đỡ kìm nàng dậy Vì khắp mình tôi đầy những vết thương Khi tôi mệt nhọc lê tới bên nàng Tôi thấy nàng nằm bất động Đôi mắt lờ đờ vẫn ngước nhìn tôi Và đôi môi nàng mấp máy chuyển động như muốn nói một lời nào Nhưng lời ấy Thanh Lâm không phát biểu được Và cặp môi nàng từ từ khép lại nàng đang thở hơi cuối cùng tôi đứng yên lặng trước mổ thanh lâm và đứa bé con nấm mổ mới đắp hối hả giữa rừng già này tôi đã chống chọi với sự đau nhức ở trên cơ thể và sự đau đớn sâu xa trong hồn để đảo cho xong huyệt mộ suốt buổi chiều nay tôi đã đặt lên trên mộ những gì còn là dấu vết của nàng và cố gắng cắm một cây trụ gỗ khác chữ thanh lâm bằng mũi rau săn Bảy ngựa đã bị họ hàng xả niêng sát hại trong cuộc tấn công vừa rồi Riêng con ngựa tía của tôi vẫn còn sống sót Nhưng bị nhiều vết cào cầu quá sâu không sao bước nổi Nằm bề trên đất với những hơi thở nặng nề Thỉnh thoảng choàng dậy rất là khó nhọc Rồi lại ngã xuống Nước lên những tiếng khô khan Rừng sâu càng về chiều hơn càng nghe vắng lạnh u buồn Lá rừng xào xạc Thác nước gì rầm Khắp người của tôi rời rã Nhưng tâm hồn tôi càng rã rời hơn Tôi đứng khá lâu trước mổ thanh lâm Nghe hơi gió lạnh từ chốn lũng sâu thổi về Luồn trong cây lá và luồn vào trong da thịt Vào trong hồn mình Xã Tử Thanh Lâm Em nằm vĩnh viện nơi đây giữa núi rừng này Quanh năm chỉ có khói đà Sương mù Mưa nguồn gió núi Em đã cố gắng rời khỏi bản năng rừng rú Cố gắng thoát đời hoang dã sơ khai Để làm con người Tình yêu chúng ta đã được kết thành trong cố gắng ấy Và chỉ có những nỗ lực hướng về những gì tốt đẹp mới là chất liệu của một tình yêu thực sự ước mơ nhưng rừng sâu này và những cuộc sống âm u của nó không ngừng kéo lùi em lại những kiếp hoang sơ rừng già đã bầu móng vuốt vào em như lời nguyền rủa của một định mệnh hung tàn bất giác tôi bỗng nhớ lại diễm tuyết người đã chối từ cố gắng trong cái trách nhiệm bình thường để quay về lại bản năng tìm sống như những giống loài của buổi sơ khai tiền bạc xa hoa ý thích về sự phô trương lẻ loẹt và lòng tự ái canh kiệu, điên rồ cũng là những loại thú rừng, những thứ họ hàng xả niêng đã kéo lôi nàng về với rừng sâu thị thành. Trong cuộc sống ấy, ý tưởng của tôi và nàng đã phải nghịch chiều, không gặp gỡ nào có thể xảy ra để làm biện minh cho một tồn tại. Kẻ đã cố thoát loài thú để làm người, và kẻ đã rời loài người để làm thú. Cả hai đều là nạn nhân của một cuộc sống rừng già, rừng già của những cây ngàn xa khuất, rừng già của những phường phố chen đua. Còn những khu rừng thăm thẳm sâu kia với những kiếp đời ủ mục và những sức mạnh sơ khai. Sự vươn dậy của con người thật là hết sức gian nan. Lá khô xào sạc rơi nhiều xuống mổ thanh lâm. Thác nước gì sầm, gió chiều cũng thổi mạnh hơn. Xã tử thanh lâm, em đã vĩnh viễn nằm xuống nơi đây. Nhưng mà tình yêu của em còn ở trong anh, ở mãi trong anh cho đến trọn đời. Em đã giúp anh hiểu hơn về cuộc sống này rừng núi đã dạy cho anh nhiều bài học lớn. Không ai có thể quay lưng lại những sinh hoạt con người. Dù có trốn sâu vào rừng già này, thì những áp lực của xã hội người cũng vẫn đuổi theo, cũng vẫn nặng nề. Tôi đã phản ứng lại sự ích kỷ của người bằng sự ích kỷ của bản thân mình. Trốn chạy vào trong rừng già, và chỉ nghe theo có mỗi tâm sự, cùng những khát vọng riêng mình chẳng là ích kỷ đó sao. Con người chỉ đáng tự hào khi phản ứng lại điều xấu bằng một sự tốt, vì chỉ có những cố gắng vượt cao hơn hàn kẻ thù mới xóa được kẻ thù và đưa cuộc sống tiến lên trong những buồn phiền tôi đã quay lui về với rừng già với những kiếp sống thiên nhiên để mà chối từ hiện tại cuộc sống vẫn cứ đi tới không ngừng tôi không thể nào tự giam hãm mình trong sự ủ mục và trong hoang vu dị vãng dù có nét đẹp nhưng dị vãng thuộc về những gì cần phải vượt qua để hướng về một tương lai tươi sáng hơn nhiều chỗ đứng của tôi là xã hội con người và xã hội ấy chính thực là nơi tôi phải dồn nỗ lực vào để mà góp phần khai phá hoang vô để cùng đồng loại thoát khỏi cuộc sống thú rừng và tôi sẽ không bao giờ cô độc trong những cố gắng làm người lương bảo tôi nhìn bao quát núi rừng lần cuối rồi đặt bàn tay vuốt nhẹ lên mồ thanh lâm đất rừng ẩm lạnh qua làn da tay chai đá của tôi con ngựa tía cố vươn dậy nhưng rồi lại ngã nặng nề xuống đám lá khô tôi của quạng tìm khẩu súng Hầu hết bị giống xà niêng bẻ gãy từ lúc trưa Chỉ còn sót lại cây súng ngắn là con dùng được Tôi bước đến gần con ngựa Và tôi nín thở bắn vào đầu nó viên đạn mà tôi nghĩ là cuối cùng Mày sẽ rứt sớm được những đau đớn đang hành hạ mày Con ngựa dãy rủa, Chiền mình rồi nằm yên lặng Tôi cố kéo lê xác nó lại nơi miệng hố gần kề và xô xuống đấy Dù sao đó cũng là cách an lòng hơn là để nó phơi mình cho loài thú dữ phanh thầy Tôi ném luôn khẩu súng săn xuống dưới hồ sâu, vết tích của những hận thủ cô độc, lạc loài. Tôi ngước nhìn chung quanh tôi, cảm thấy chơi trọi một cách lạ lùng. Dã tử thành lâm, dã tử núi rừng, ánh vàng le lói ở phía non xa thấp thoáng qua những kẽ lá đen dày. Và tôi vội vã bước mau, hướng về xã hội loài người, để lại sau lưng cả khối rừng già tham thẳm, mênh mông. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ tiểu thuyết Cô gái già niêng của tác giả Vũ Hạnh. Câu chuyện đến đây là hết. Vân xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo.